Có người thành công và cũng không có ít người đã gặp thất bại. Ý tưởng luôn có trong mỗi chúng ta, nhưng bằng cách nào để biến ý tưởng thành kế hoạch, hành động, sản phẩm và dịch vụ để đi vào thực tế một cách bền vững? Đây là một câu hỏi lớn, đòi hỏi chúng ta phải có một nền tảng vững chắc và sự tư vấn từ các chuyên gia và một kế hoạch khá chi tiết và tỉ mỉ. Và rất là may mắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu với các quý vị khách mời ở đây. Và không để các bạn sinh viên phải chờ lâu, chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với những vị khách mời của ngày hôm nay. Xin mời Á hậu MC diễn viên Hoàng Oanh chúng ta sẽ có ạ. Xin mời nhà báo Đông Quân và giám đốc Apex Media, Mr. Charlie Thomas. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu nội dung giao lưu thì chúng ta hãy cùng làm quen với tất cả các vị khách mời chúng ta hôm nay. Và đầu tiên xin mời Á hậu Hoàng Oanh, chị có thể giới thiệu sơ về bản thân mình không ạ? Dạ, đầu tiên thì cho phép Hoàng Oanh được gửi lời chào đến các chuyên gia, ban giám hiệu cũng như là tất cả các anh chị tổ chức chương trình và các bạn sinh viên của trường Đại học Phương Sách có mặt ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người. Thật ra thì Hoàng giới thiệu đơn giản thôi là Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, quê thì ở Hà Tây nhưng mà sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ là trở thành một người dẫn chương trình, một người truyền cảm hứng sống tích cực đến những người xung quanh. Và ngày xưa thì đã rất là cố gắng để thi vào trường và Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì ngày nào cũng đứng ở bên trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, nhìn qua bên đài truyền hình và quyết tâm là một ngày nào đó mình phải đứng ở ban công của đài truyền hình nhìn lại môi trường của mình. Và bây giờ thì mình đã đạt được ước mơ đó rồi và rất là hạnh phúc. Và hy vọng là tất cả các bạn sinh viên ở trường Phương Sách cũng vậy. Ngày hôm nay các bạn ngồi đây hướng về cái building nào, công ty nào thì sau này các bạn sẽ có được cơ hội thực hiện ước mơ của mình và ở trong chính cái căn nhà đó, building đó và công ty mà mình muốn. Cảm ơn chị. Và hôm nay xin mời nhà báo Đông Quân có đây là. Xin kính chào các thầy và chào tất cả những khuôn mặt tươi vui hớn hở và rất đáng yêu của Đảng Phương Tây. Tôi rất vui khi được đặt tên với các bạn. Tôi là Đức Quân, nhà báo, người dẫn chương trình, hiện giờ thì tôi là doanh nhân. Tôi kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Tôi đã trải qua khá nhiều lĩnh vực báo chí. Đầu tiên là tôi khởi nghiệp tại FM 99.9 MHz. Là tác giả của những chương trình như là Sống Xanh và Đàn Âm Nhạc mà đây chắc các bạn cũng biết. Tôi đã từng là phó tổng thư ký của báo điện tử Việt Nam Net, đã thử làm báo điện tử và cũng thành công. Sau đó tôi chuyển sang tôi làm báo giấy và cuối cùng tôi dừng lại ở truyền hình. Tôi làm truyền hình gần 10 năm. Rồi sau đó bây giờ thì tôi tiếp tục công việc thú vị của tôi, đó là tiếp tục làm truyền thông nhà với tư cách một công ty truyền thông tư nhân. Và cũng đang có nhiều việc đóng góp cho cuộc sống. Từ hôm nay được làm quen với các bạn đó là một niềm hạnh phúc, một khúc quanh bất ngờ của tôi vì tôi biết Vũ Tích là một trong những kênh nuôi của tri thức, nơi đào tạo ra được lực lượng lớn nhân tài cho đất nước. Và tôi biết chắc chắn trong số những bạn ngồi đây rồi sẽ có những người trở thành nhân tài, biết đâu có một thủ tướng tương lai nào ngồi đây. Xin cảm ơn các bạn. Sure. Thank you, everyone. I hope my English is going to be okay for you. I will speak slowly. If you don't understand anything, please ask. So I am a consultant. I actually live in London, UK. It's a pleasure to be here in Ho Chi Minh and at this event. My job is to advise companies when things go wrong. So when they have incidents or crises, I help them to respond appropriately and also try to help them to avoid problems. And now my background, what enables me to do this, because generally when you're doing this kind of work, you work at very high level,
CEOs and other people. Now, my background actually is I'm also used to be a journalist at the Reuters news agency. I used to cover politics, and I worked in politics for many years in the European Commission in Europe, in Brussels. And I then actually did a startup, which possibly qualified me to be here today. We started up a digital marketing agency, which we floated. That was a good experience, IPO in Germany. And since then, I've been really advising companies on crises, issues, particularly with regard to the internet and social media, which has become a very complex area for many organizations. Phước Hà xin cảm ơn nội dung mà ông Powell đã chia sẻ. Ông Powell đến từ London, Anh Quốc và ông là giám đốc và ông là chuyên nhà tư vấn cho những công ty truyền thông, mạng xã hội dùng để những công ty này là sẽ giải quyết và tránh những cái vấn đề về liên quan tới mạng xã hội cũng như giải quyết những cái khủng hoảng truyền thông. Ông đã từng làm những cái chức vụ quan trọng. Thứ nhất là ông có là chủ tịch hội đồng truyền thông tiếp thị của phòng thương mại Mỹ ở Hồng Kông. Đồng thời ông cũng là giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty tư vấn nha toàn cầu. Ông còn là một nhà báo của hãng tin Reuters rất là nổi tiếng. Và đồng thời ông là trong ủy ban châu Âu, ông là người viết phát ngôn với các chính trị gia trong các ủy ban châu Âu. Và thưa các diễn giả, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là việc khởi nghiệp. Khởi nghiệp từ ý tưởng đến thực tế. Tuy nhiên là quốc đại muốn thống nhất với các vị khách mời cũng như các bạn sinh viên có mặt tại hội trường ngày hôm nay về khái niệm khởi nghiệp. Khởi nghiệp không đơn thuần là mở một công ty, doanh nghiệp kinh doanh, mà khởi nghiệp là sự đầu tư, là một đem lại một cái lợi ích thiết thực cho bản thân, xã hội và giúp kiến quốc. Các vị khách mời có đồng ý không ạ? Các bạn sinh viên có đồng ý không ạ? Vậy chúng ta hãy cho một tràng hốt thôi cho ba vị diễn giả ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành đó là cho Á Hậu Hoàng Oanh. Thật sự đây cũng không phải là câu hỏi nữa, mà là Quốc Đại muốn nghe chị Hoàng Anh chia sẻ là Quốc Đại rất là ngưỡng mộ chị Hoàng Anh, là chị là một người thành công trong rất là nhiều lĩnh vực. Chị là một người thành công trong một cuộc thi nhan sắc. Chị cũng là một MC rất là hoạt ngôn và chị rất là nổi tiếng một cái clip đó là tình yêu trên mạng. Và chị cũng là một diễn viên tài năng nữa. Thì chị Hoàng Anh có thể chia sẻ được quá trình lập nghiệp của mình như thế nào cho tất cả mọi người được biết không ạ? Đúng rồi, câu hỏi của Quốc Đại. Dạ cũng thưa với những chuyên gia và các bạn trẻ thì thật sự thì con đường mà khởi nghiệp của anh thì nó cũng khá là vất vả, cũng giống như các bạn thôi. Tại vì lúc đó cách đây năm 2008 thì trước đó là mình cố gắng để thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, nhưng mà mơ ước của mình là trở thành một người dẫn chương trình. Nhưng mà giống như anh Long Bố cũng biết là cái thời điểm đó thì đâu có một cái trường đại học nào hay là chỗ nào mà dạy để trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp đâu, toàn là các anh chị với kinh nghiệm đi làm rồi trở thành những người chuyên nghiệp. Và lúc đó thì quan điểm là cái ngành nghề gần nhất với người dẫn chương trình thì là báo chí thôi, là truyền thông. Và lúc đó thì anh lại thi vào khoa ngữ văn anh. Thật ra thì cái con đường mà để thi vào đại học nó cũng rất là khó khăn, là bố mẹ không có muốn cho học khoa báo chí, tại vì bố mẹ nghĩ là nhà báo thì sẽ rất là nghèo, cho nên là muốn học kinh tế hay là học bác sĩ gì đó. Nhưng mà mình đã kiên quyết, lúc đó mình còn trẻ, mình còn dậy nảy, mình còn khóc lóc để mà giành được cái quyền tự chủ. Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra là khóc lóc như vậy nãy nó không có giải quyết được vấn đề gì hết, mà mình phải chứng minh bằng cái khả năng của mình, bằng cái niềm đam mê của mình, chứng minh bằng hành động cho bố mẹ thấy. Thì cái giai đoạn mà đang học và đang còn là học sinh của trường Bùi Thị Xuân á, thì Oanh không có chỉ là đi học thôi mà còn muốn tham gia những hoạt động ở ngoài á. Thì từ nhỏ tới lớn là bố mẹ rất là nghiêm khắc và lúc nào cũng chỉ muốn Oanh học, không bao giờ muốn cho đi tham gia văn nghệ hay là muốn cho đi chơi hoạt động gì ngoài cả. Nhưng mà lúc đó thì mình lại cảm giác là cái cuộc sống của mình nó nhỏ bé và nó hạn hẹp quá, mình không có biết nhiều về thế giới bên ngoài và mình cũng không có nhiều kỹ năng, nên là mình quyết tâm lúc đó mình đi thi
viêm cục viêm hóc viêm tim năm 16 tuổi. Thì lúc đó thì cái các bạn là nó trốn đi thi, không có dám nói là con đi thi, nó trốn đi thi. Lúc đó mới biết đạp xe đạp, đạp chiếc xe đạp và cầm cái bản đồ của thành phố để đạp đến chỗ đi thi. Xong rồi buổi tối 8 giờ mấy đi về thì lạc đường, coi bản đồ mà không có về được tin về quá trễ. Và sau đó kết quả cuộc thi thì lại đậu được một tháng và được thi vào một năm. Thế là không có còn giấu được nữa rồi, nó thông báo lên rồi thì đành phải nói với anh Tùng Leo. Lúc đó là anh Tùng Leo là người đã viết ra phỏng hát chương trình Hot Tuyệt Tiên, tìm kiếm chương trình Tuyệt Tiên. Thì ảnh gọi điện thoại về và hẹn gặp bố mẹ để xin, để thuyết phục cho con được tham gia. Và lúc đó anh phải cố gắng rất là nhiều, hứa với bố mẹ rằng hãy cho con tiếp tục tham gia cuộc thi, cho con được tiếp tục những cái hoạt động văn nghệ và gọi là văn hóa ở bên ngoài, để con được va chạm, để con được hiểu nhiều hơn và con vẫn sẽ cố gắng học tập tốt. Thì thật ra là sau đó thì bố mẹ cũng miễn cưỡng thôi, nhưng mà những khoảng thời gian sau đó thì vẫn rất là khó, không có cho đi tham gia gì hết. Cho thi mỗi cuộc thi đó thôi, thi xong là cũng không có cho tiếp tục tham gia nữa. Nhưng mà mình lại cứ thật ra đang kể với các bạn những thứ rất là xấu. Đó là mình cứ vì điều mình yêu thích mà mình phải trốn bố mẹ, trốn gia đình. Và tuy nhiên nếu mà lúc đó mình không trốn, mình không có hết mình với đam mê của mình, chắc là mình sẽ không có thực hiện được cái đam mê đó cho tới bây giờ. Mà dần là mình đã có thể vừa đi làm kiếm tiền ở bên ngoài, vừa đi thi đậu vào đại học khoa học xã hội về nhân văn, và vừa có thể phụ giúp cho gia đình, vừa tham gia những hoạt động xã hội mà mình mong muốn. Thì dần qua 3-4 năm đó thì từ từ bố mẹ mới cảm thấy tin tưởng hơn và cảm thấy yên tâm hơn, rồi sau đó mới cho mình hoạt động cho con đường nghệ thuật mà mình mong muốn. Thì khi mà bước chân vào trường đại học thì nó cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ, và nó khó khăn thêm một chỗ nữa là mình không có thuộc dạng COCC. Các bạn biết COCC là do vì anh em ngoài biết đúng không? Đó thì mình không có phải COCC, không phải con ông cháu cha, mà nhà mình cũng không ai làm nghệ thuật, nhà mình cũng không ai làm truyền hình, nhà mình cũng không ai biết là người dẫn chương trình là học ở đâu, là sao, hay là báo chí là sao hết trơn. Chỉ biết là nhà báo là nghèo thôi, không có cho học, không có cho làm thôi. Nhưng mà rồi cũng thi quyết thi vô trường mà mình thích, xong rồi ngồi đi học mỗi ngày, nhưng mà không biết làm thế nào để mình có thể được trở thành một người dẫn chương trình đây. Lúc đấy em 7-8 năm chúng nó rất khó, anh không quên em, lúc đấy thật sự em không biết mà lát anh chỉ em là hồi đó anh đến cái con đường này như thế nào. Còn em nó đến kỳ cục lắm, có nghĩa là ngày nào các bạn, ngày nào anh cũng ngồi ở trên máy tính Google có chỗ nào tuyển nhân viên không, Google ngày nào cũng Google, ngày nào cũng Google hết. Mà lúc đó thông tin nó cũng chưa có đại trà như bây giờ đâu, ngày nào cũng Google hết. Và sau đó thì Google ra nhà văn hóa thanh niên là có một cái lớp rất là nhỏ trong muôn vàn cái lớp kỹ năng khác, là có một cái lớp nói chuyện với công chúng và trở thành người dẫn chương trình. Thì đăng ký học cái lớp đó, và Google một thời gian thì có một cái chỗ có Gia Quang TV và có Today TV và tuyển MC, tức là cũng thi vào và cũng vừa học rồi vừa làm những cái show nhỏ cho các bạn thiếu niên lúc bấy giờ. Thì làm từ từ thì mình cũng thấy sao mình làm đi hoài cái chương trình vui, ngồi cười, ngồi nói, ngồi giỡn, mà trong khi mình lại hâm mộ những anh chị ngồi trên đài truyền hình cơ, ngồi đọc tin tức ngày nọ cơ. Mình làm sao mà mình đến được cái mức chuyên nghiệp như vậy ta? Mình làm sao mình có mối quan hệ không? Không có mối quan hệ là không biết sao. Nói chung là một cái con đường đất không phải về, mình cứ mày mò mình kiếm đường để mình đi. Rồi học ở nhà văn hóa thanh niên xong thì có gặp mấy anh chị MC, rồi có hỏi cách thi phố này đó kia, nhưng mà lúc đó mình chưa có đủ sức mình đến với cái cuộc thi ấy. Mà thế là mình nói là thôi để năm sau nữa đi, năm sau không, lúc đó là năm 2012. Thì mình nghĩ là mình chưa có đủ sức, thì mình nghĩ là thôi năm sau đi, mình sẽ thi én vàng. Rồi cái trong lúc mà mình vừa học như thế, mình vừa tốt nghiệp xong thì lại có cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam của ảnh. Mình không biết sao mình muốn đi làm MC mà mình đi thi cuộc thi Hoa hậu chi. Thì luôn đó các bạn, nhưng mà lúc đó mình chỉ nghĩ là mình muốn có thêm cơ hội, mình có thêm mối quan hệ và mình có thêm nhiều người trong ngành truyền thông, ngành giải trí, ngành truyền hình biết đến để mà có thể
mình có một cơ hội đó, mình làm một cái chương trình như thế thì tự nhiên cái đi thi hoa hậu thấy cũng được. Nói chung là chiều cao lúc đó là khi mà đi thi là được xếp top chiều cao thấp nhất là từ 1m60 ra đến 1m67 là mình là 1m67 là cái top cuối cùng. Còn mấy bạn là top khác là 1m70 trở lên, rất là cao. Rồi đi thi vậy thôi, đi thi để cảm quan người ta biết mình, rồi có quan hệ, rồi biết là mình muốn làm người dẫn chương trình thì cũng cố gắng. Mà lúc đó tuổi thơ lắm các bạn, người ta đi thi người đó có stylist riêng nè, makeup riêng nè, người quản lý manager nè, rồi truyền thông đi theo, ekip đi theo, ăn hoa uống là quần áo, nhà thiết kế này nọ. Mình không có biết gì hết trơn, tự nhiên mình vô xong rồi cái không có đồ mà bận, xong rồi makeup thì có một cái người makeup chung cho 40 thí sinh vậy đó, cho nên makeup đến mình xấu quá. Nhưng mà nhờ những cái khó khăn, những cái thiếu thốn như vậy á, mình tự nhiên mình nghĩ là mình phải học cách làm thế nào để mình trao dồi hoàn thiện bản thân mình, vô làm quen người này, làm quen người kia, hỏi học hỏi, làm quen các bạn, biết nhiều bạn hơn, rồi có các thầy cô hướng dẫn này nọ, rồi tự nhiên mình cứ tham gia vậy, rồi không biết sao mà mình lại được giải Á hậu. Thì lúc đó là được giải Á hậu xong thì mọi người lại cứ hỏi là ủa Á hậu mà sao tự nhiên đi làm MC, trong khi đó không ai biết là mình đã đi làm MC từ hồi mình mới 18-19 tuổi rồi đó. Thì sau đó thì quyết tâm, bây giờ mình phải quyết tâm mình thi cái nào mình thích. Thế là đạt giải 2012, sau một năm 2013 mình thực hiện cái điều mình tìm, mình đã hứa với chính bản thân đó là mình đi thi người dẫn chương trình. Và lúc mà mình đi thi én vàng á thì mọi người rất là có nhiều định kiến, mình không biết tại sao nữa. Nhưng mà cái định kiến lớn nhất là định kiến về một người mà người ta gọi chung chung thôi, là người đẹp, người nói chung là người đẹp á, là người có nhận thức. Thì người ta nói là những cô như thế này thì làm sao mà dẫn chương trình, những người như thế này thì làm sao mà bây giờ để đi hoa hậu rồi chuyển sang làm MC. Thì mình nghe rất là tức, tại vì mình đi làm MC 3 năm rồi mà không ai nhớ mình là người dẫn chương trình, mà tự nhiên được một cuộc thi là hoa hậu Á hậu thôi thì người ta nhớ đến. Và mình làm mọi cách trong khoảng thời gian đó để chứng minh rằng là mình có khả năng qua từng vòng thi, từng vòng thi, từng vòng thi. Thì sau đó thì đạt được giải ba của cuộc thi người dẫn chương trình trên đài HTV. Thì nói chung là tất cả những cái giai đoạn mình đi qua nó đều giống như là một con đường mà mình tự mày mò, xong rồi mình tự cố gắng. Và mình thấy cái điều duy nhất mà mình tốt nhất là tới giờ làm được đó, có nghĩa là biết không sợ xuống. Nghĩa là tất cả mọi người cứ ngăn cản, hồi nhỏ mình là một đứa rất là lòng lềnh, không có nói chuyện với ai. Ba mẹ, gia đình, tất cả những người thân không bao giờ nghĩ là người làm người dẫn chương trình được hết, tại vì mình không có nói mấy. Sau này thì mình phải học cách nói. Thế là từ tất cả những cái khó khăn, tất cả những khó khăn, cứ ai mà càng nói không làm được đâu thì cứ càng làm, không làm được đâu, không có biết được đâu thì cứ càng đi, thì không biết sao đi một hồi nó tới. Thì hạnh phúc nhất là bây giờ được làm ở đài truyền hình cùng với các anh chị người dẫn chương trình là mình rất là may mắn ngày xưa. Câu chuyện nó tới đây thôi, chứ còn kể nữa thì nó dài lắm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi chúng ta sẽ thông tin về chị Hoa, thú vị không ạ? Và chúng ta sẽ khai thác thông tin từ chị Hoa Oanh sao nhé. Bây giờ lại xin hỏi câu hỏi trên kênh nhà báo Đăng Quân. Anh Đăng Quân với vai trò là một nhà báo, một ngôi sao trên radio và cũng là một doanh nhân khởi nghiệp bằng chính đam mê và năng lực lõi của anh. Thì anh Đăng Quân có thể chia sẻ với các bạn sinh viên ở đây được những suy nghĩ của anh về xu hướng khởi nghiệp hiện nay và những kinh nghiệm thực tế mà anh đã trải qua khi xây dựng doanh nghiệp của mình. Cảm ơn bạn. Nói là khởi nghiệp thì bây giờ có kinh nghiệm hay không, thực ra tôi đã khởi nghiệp từ cái tên hoa mấy năm vào cái thời điểm tôi ngồi với các bạn. Ba mấy năm trước tôi cũng ngồi trên giảng đường, tôi mơ màng đến một câu chuyện khác, nó bay ra khỏi đầu. Ngày ấy khi còn bé, tôi có một cái ý thức đặc biệt. Tôi từng cãi nhau với mẹ tôi, trong đó tôi nhớ mẹ tôi kể lại. Năm đó tôi khoảng 3-4 tuổi, tôi đã tranh luận với mẹ tôi, rồi mẹ con thấy là
tiếng Việt của mình, cái tiếng của mình thôi, chúng ta nói là đúng nhất thế giới. Bởi vì mình nói con bò thì mình nói là con bò, còn mấy người nước khác thì người nói là con. Tức là cái tư duy của nó là tôi thích âm thanh, thích nghe tiếng nói. Vừa rồi khi tôi vào đại học, tôi chọn ngành ngữ văn, thì nói nhiều người đã chết rồi, là đi làm thầy rồi. Nhưng ngay từ đó đến bây giờ tôi mới hiểu lúc đó tôi đã định hình một cái core value, một cái giá trị cốt lõi, đó là tôi muốn làm giàu bằng cái tiếng Việt. Cái mà tôi như các bạn như nhau, cái tôi có lúc đó các bạn cũng đang có thể, mỗi người Việt Nam đều có. Khi mà tôi yêu thích tiếng Việt, tôi yêu thích nó, và tôi nghĩ tôi sẽ phải làm một cái gì đó từ tiếng Việt, tôi sẽ khai thác tối đa, và tôi quyết định chọn ngành văn. Ngành văn, tôi không chọn ngành báo chí, ngành văn. Sau đó học văn, khi đi vào chuyên ngành tôi học về ngôn ngữ học, tôi đào sâu về nghiên cứu ngôn ngữ, về phong cách học, và tôi phát hiện ra tiếng Việt của chúng ta tuyệt vời. Và lúc đó nguy cơ là tôi chuẩn bị trở thành một thầy như dạy tiếng Việt. Các thầy bảo khi mà tôi tốt nghiệp với cái bài luận văn của tôi, tức là nghiên cứu phong cách ẩn dụ bốn tầng của thơ Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử kỳ tài đến mức không chỉ ẩn dụ một lần mà có những khái niệm ống nâng tầm cái tính ẩn dụ nó lên cái bốn tầng đó. Tức là người ta có thể hiểu những bốn cách khác nhau cho một khái niệm. Và khi tôi nhận ra mình rất yêu thích cái thì được một cái tôi được đi xâm tôn về đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh. Do tôi là sinh viên, tôi phải như các bạn bây giờ là phải đi tìm việc. Ngày xưa chúng tôi được phân công, phân công về đài. Tôi bảo là mình biết cái quái thì mà mình ở về đài mình làm. Khi tôi về đài, việc đầu tiên là tôi đi làm phóng viên nông thôn, lộn ruộng. Sau đó, do tôi học ngôn ngữ, tôi làm biên tập tốt. Một ngày kia thì phân công tôi về ban chương trình, bắt đầu tôi làm điểm báo. Khi tôi làm điểm báo, ngồi điểm tờ báo, tôi tiếp xúc với các phát thanh viên và các sứ ngôn viên của đài, tôi bất ngờ. Tôi phát hiện một cái nghề cực kỳ tuyệt vời. Và lần đầu tiên, tôi được cô Phi Điểm, nghệ sĩ nhân dân Phi Điểm, là phu nhân của cố nhạc sĩ Phan Nhân, bảo sao con biên tập mà không có cái từ đặc biệt, cái giọng phát của con nghe hay hay, lên đọc thử đi. Và lúc đó đài phát thanh của Hồ Chí Minh chưa có bất kỳ một phát thanh viên giọng phát nào. Cô Phi Điểm, con cứ thử đặc biệt mà tôi liều mạng cho vào phòng, bảo tôi lại được mọi người từ cô kỹ thuật hóa âm cho đến cô Phi Điểm ngoài trực tràng quý nhất. Và lần đầu tiên sau khi đọc xong chỉ có 5 phút thôi, tức là mất gần đúng không không? Đọc sai, đọc lại, đọc sai, đọc lại. Và rồi cuối cùng, buổi trưa hôm đó lần đầu tiên tôi nghe tiếng của mình được phát trên đài sóng phát thanh. Và kể từ đó tôi bắt đầu yêu thích. Và tôi mới nhận ra rằng con người ta có thể làm rất nhiều điều bằng cái mà tôi với các bạn đều có thể làm. Và từ đó tôi đào sâu và tôi biến mình thành một người lắng nghe. Và tôi nghĩ mình là một cây đàn. Tôi luôn luôn nghĩ mình là một cây đàn. Âm thanh cho tôi nói ra chính là âm nhạc. Và chúng ta có thể nói, dùng cái giọng nói của chúng ta để làm nhiều điều kỳ diệu. Và từ đó tôi đào sâu và tôi phát hiện ra cái core value của tôi, cái giá trị cốt lõi của tôi chính là công việc gắn bó với tiếng nói, âm thanh.
và tôi trở thành người dẫn chương trình từ hồi đấy. Tôi nghĩ ra chương trình làn sóng xanh khi mà đài nhận một làn sóng mới về, tôi bỏ đây tôi biết thì họ mát họ xây dựng hệ thống làn sóng xanh. Nhưng trong tất cả khi tôi khởi nghiệp cách đây 20 năm, bắt đầu từ một cái điều mà chúng ta đã từng thống nhất với nhau đó, phải tìm ra được giá trị cốt lõi của mình. Mình giỏi cái gì mà mình đào sâu vào cái gì. Khi nhận cái làn sóng, khi làn sóng FM về, nó sang một bước thứ hai của kế hoạch. Khi đó, từ một phóng viên, một biên tập viên, cái thách thức đặt ra cho tôi là khi ban lãnh đạo hỏi ai là người dám nhận làn sóng này về và xây dựng nó trở thành làn sóng luôn. Tôi trẻ, lúc đó tôi vừa đi học ở Nhật Bản về báo chí về. Tôi nhận cả đài cười, cả ngày điên. Mà thời đó, nó là biết có ai nghe này. Nhưng tôi nói, tôi sẽ tìm cách cho người ta nghe. Tôi lập một kế hoạch. Tôi phát hiện ra rất nhiều điều người dân đang thiếu trong đó âm nhạc, trong đó thông tin nhanh. Tôi lập một kế hoạch. Sau khi lập kế hoạch, tôi bắt đầu đi tìm con người có thể giúp mình làm chuyện đó. Tôi đi một vòng quanh là tất cả các phòng ban, tôi xin các trưởng ban, bạn này cần xin được bạn đồng ý để mình xây dựng kênh FM. Quy trình thứ ba đó là đi tập hợp nguồn lực nó phù hợp với công việc của mình. Thứ tư là khi tôi lập ra kế hoạch như thế, tôi lại phải tìm cái những nguồn lực từ bên ngoài. Các bạn biết từ năm 1997, 98, đĩa CD mới ra, cho nên đi xin về đi xin một cái đĩa là một việc bất khả thi. Nhưng tôi đạp xe đi còn các hãng đi con đĩa ở đó, cố gắng đạp xe và xin từng cái đĩa, xin con đĩa. Đĩa làm gì? Là để làm chương trình phát thanh. Tôi về đi, để phát thanh ai mà nghe? Chúng tôi được đâu? Tôi đi khoảng 10 mấy 20 hãng sản xuất đĩa ở đó, chỉ có hai nơi tôi dừng lại và được cho mười đĩa, đó là Bến Thành Audio và hãng Trung Phương Nam. Sau này thêm là xuất ra được hãng Trung Trạch. Từ mười cái đĩa ra, tôi bắt đầu xây dựng ra cách thức làm chương trình bình chọn làm sáng sạch, và tôi bắt đầu lập kế hoạch đưa ra truyền thông nhờ báo Tuổi Trẻ như thế nào. Và khi xong điều đó, tôi tiếp cận với các nhạc sĩ để nhờ họ và tiếp cận luôn với các ca sĩ, bao gồm Lan Trường, Phương Thanh, tất cả. Ngày ấy Lan Trường đến tận phòng làm việc của tôi và tôi ngồi cùng bà với nhau. Vậy có nghĩa là khởi nghiệp nó bắt đầu từ công việc cách tập hợp con người, và cuối cùng nó ra một cái hệ thống chương trình như vậy. Tuy nhiên, thưa với các bạn, quan điểm khởi nghiệp của chúng tôi, của tôi khác với quan điểm khởi nghiệp chúng ta đã nhắc tới. Nó chỉ một điều thôi. Người ta khởi nghiệp đúng không phải xây một cái nhà máy, không phải xây một làm một cửa hàng, hay là tạo ra một hệ thống dịch vụ, mà người ta nên bắt đầu khởi nghiệp từ cái kho lên, tức là chúng ta chuẩn bị cái gì cho sự nghiệp của chúng ta về lâu dài. Bản thân tôi giờ, tôi đã có một công ty truyền thông, nhưng đấy không phải là một công việc tôi khởi nghiệp mà công ty mới, mà tôi đang hướng nghiệp. Tôi đang làm tốt nhất cái comedy của tôi, tốt nhất cái năng lực lõi của tôi. Từ trước đến giờ, tôi nói tôi chỉ làm truyền thông, và từ đó nó dẫn dắt tôi, nó lan tỏa cho tôi những năng lực. Tôi trở thành một trong những voice talent hàng đầu ở Việt Nam về quảng cáo. Các bạn nghe các cái TVC quảng cáo trên truyền hình thì tỷ lệ cái giọng của tôi rất là cao. Các bạn có thể nghe những cái gì là ô mới chuyên gia giật tẩy kết quả. Voice talent là một công việc khá là thú vị, bởi vì sao? Nó giúp cho các bạn biểu diễn được giọng nói của mình. Ở Việt Nam này có một cộng đồng nhỏ xíu, khoảng gần 10 người là có thể làm được công việc này.
các bạn đọc một cái DVC 30 giây như thế này nó có đắt hơn là đi hát. Các bạn có thu nhập cao mấy lần đi hát. Chi phí cho một cái người cái này chắc nhiều người biết. Nhưng ở đây vấn đề tôi nói là lại tôi nói đến tính hấp dẫn và sự thành công của những kỹ năng. Trong đó kỹ năng khởi nghiệp nó đòi hỏi tất cả những người ở đây không được thụ động. Và các bạn phải có một kỹ năng độc đáo đó là kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng để có thể nói, truyền đạt ra ý tưởng của mình nếu được thực hiện. Một người có một người ý tưởng vĩ đại nhất thế giới, vĩ đại vô cùng, nhưng mà không nói ra cho được cho người khác hiểu vì sao nó lại tuyệt vời như thế. Muôn đời cái ý tưởng của bạn nằm trong đầu các bạn. Và vì thế Fukuzawa, Yukichi hay là Napoleon Hill trong hai cuốn sách của mà chúng ta thấy trong cái nền tảng cuốn sách nền tảng cuốn sách nền tảng để nói một chi tiết đó là người muốn khởi nghiệp việc đầu tiên phải có tri thức và thứ hai có đạo đức. Trong đó yếu tố ăn nói lưu loát, khả năng diễn thuyết diễn đạt càng xuất sắc thì các bạn đi đến thành công càng nhanh hơn. Có nghĩa là mỗi người đều cần phải có sự một cái khả năng nói cho người khác hiểu. Ở đây có bao nhiêu người cảm thấy toát mồ hôi và run khi đứng trước, khi buộc phải nói trước từ 3 người trở lên xin được làm. Đưa tay thật cao lên cho xem này. Vậy là số còn lại không có vấn đề gì khi đứng trước người khác đúng không? Nếu tôi mời một bạn trong số đó lên đây nói một điều gì đó thì các bạn sẵn sàng không? Ai là người sẵn sàng lên đây nói một điều gì đó với tôi ạ? Mời em. Anh là Đông Quân, chào em. Điều đầu tiên, anh rất xúc động về sự dũng cảm của em và lời mời mà anh đã được đáp ứng. Đó là một điều hạnh phúc. Em cảm thấy thế nào khi đứng trước 500 con người và tất cả ánh mắt đều đổ hỏi? Dạ, lần đầu tiên thì em xin được giới thiệu và biết chịu và xin chào hai vị mời, xin chào anh và các vị đại biểu một vài các bạn học sinh có mặt tại ngày hôm nay. Thì đây là lần đầu tiên mà mình đứng trên rất là nhiều người, thì cái lần mà mình thuyết trình đầu tiên đứng trên lớp đó thì rất là bình thường, nhưng ngày hôm nay mình đứng tại đây thì cảm giác run nó gấp đôi khi mà mình đứng trên lớp. Nhưng nếu như để nói về một vấn đề gì đó thì chắc chắn mình vẫn nói được và vẫn truyền tải cho các bạn để các bạn hiểu. Dạ vâng. Đó. Tóm lại, ai là người truyền cảm hứng cho ngày hôm nay? Không phải tôi, chính các bạn đang truyền cảm hứng cho tôi. Vì sao? Người ta nói rằng là thuật hùng biện, ta nói rằng là cái tình trạng toát mồ hôi xung bẩn mặt mà đứng không biết nói gì, biết cái gì, ai đó hỏi tới, đó là cái nỗi sợ của 75% nhân loại. Chỉ có 25% là sẵn sàng bước lên nói một điều gì đó thì chắc chắn hay nhưng mà không ngại thôi. Đây là một trong 25% dám đứng trước, và đây sẽ là một yếu tố đầu tiên cá nhân tôi cảm nhận là sẽ giúp cho bạn thành công. Bởi vì kỹ năng nói trước công chúng đầu tiên nó xuất phát từ sự hấp dẫn của giới tính của con người nhé. Bạn đọc điều, bạn sẽ đọc được điều này trong cuốn sách của Napoleon Hill. Nghĩ rằng là có một chương nói về điều này,
Vì sao ông bảo người muốn khởi nghiệp, muốn giàu, ông lại hãy dành hẳn một chương nói về tính hấp dẫn về giới tính của những người muốn có thể giàu có. Cái giàu có đầu tiên á, là giàu có về tri thức và cái mà đem đến cho các bạn cơ hội. Nó bắt đầu từ đây này, không phải bắt đầu từ cái túi, không phải bắt đầu từ những đồng tiền bạn có, không phải từ những cái gì xịn sò, mà từ cái này. Em có nhận được cái giá trị cốt lõi của em hiện giờ là gì không? Khi em bắt đầu ngồi trong nhà trường. Dạ, thật ra thì em vẫn chưa phải làm. Chuyện bình thường, rất bình thường. Ai đó mà đã xác định đường đi của mình ngay ở cái tuổi này, đó là điều trước hết là may mắn. Nhưng điều thứ hai thì ở vào tuổi này, các bạn sẽ rất khó khăn để lựa chọn cho mình đâu là giá trị cốt lõi. Nhưng nói thì nó xa xôi, nhưng gần nhất thì là nói đến đam mê. Có đam mê, từ đam mê nó qua khát khao, từ khát khao mới tạo thành cái động lực. Nó như tôi, khi tôi nhận ra mình có cái khả năng về ngôn ngữ, tôi biết tôi chỉ chọn một đường đi, nhưng lúc đó tôi chưa chọn được. Đến bây giờ tôi mới đứng đây để nói với các bạn điều đó. Chứ còn tôi đi theo một cảm giác đam mê, cảm giác khát khao, chỉ là một đường. Và do vậy, hãy nghĩ đến sự khởi nghiệp là cách chúng ta đạt cái giá trị cốt lõi mà chúng ta đam mê nhất đấy, để bắt đầu hướng đi theo một cái hướng dẫn như vậy. Cái đó có khó hay không? Tối nay mình làm suy nghĩ xem mình đánh cờ hay nhất, mình vẽ đẹp nhất, mình hát hay nhất, hoàn toàn đều là tôi có thể cho tất cả mọi người. Tôi ngồi nói chuyện với ca sĩ Đức Tuấn nhiều lần. Tuấn nói bảo ba em hồi đó là dí em đi học tuyển chọn, nghĩ em, nghĩ thay cho em mọi thứ, nhưng rốt cuộc học đại học kinh tế đậu xuất sắc xong em bị hại. Và Đức Tuấn thành công, các bạn ở đây cũng sẽ thành công. Và hãy nuôi một đam mê. Ở đây bao nhiêu bạn quyết tâm sẽ trở thành thủ tướng Việt Nam. Xin được ạ. Ai muốn trở thành thủ tướng chỉ có một cánh tay đưa. Ai muốn thành, bạn nữ nào muốn thành bộ trưởng bộ y tế, xin đưa tay. Bạn, ba người muốn thành bộ trưởng bộ y tế, nói chỉ vui vẻ thôi. À, bạn dứt khoát sẽ rất giỏi trong lĩnh vực nói trên công việc. Có một bí quyết để trước khi dừng, tôi cũng nói với các bạn để các bạn có thể có một vũ khí bắt đầu bước vào, bắt đầu bước vào công việc của những người đi tìm sự khởi nghiệp. Xin nói không phải khởi nghiệp là khởi nghiệp theo kiểu có tiền ra mở công ty, mà khởi nghiệp bằng cái sự nghiệp trong đầu, bằng tích vàng trong đầu mình, rồi sử dụng vàng trong đầu mình để tạo ra kiến quốc, tạo ra phú vàng chung của cả quốc gia. Tôi chửi các bạn, bí quyết để các bạn không run và không sợ để nói trước công chúng nhé. Các bạn nghe đầu tiên. Chúng ta sẽ nói đến chữ voice của tiếng Anh. Tất cả mọi người đều biết chữ voice đúng không? Tiếng Anh ấy. Nó là cấu thành của năm yếu tố mà tất cả các bạn đây thấy theo cách đó để luyện tập. Thứ nhất, chữ V. Nó là đại diện của khái niệm volume. Khi các bạn muốn hấp dẫn của mình giọng nói trước cơ công chúng và nói, kể từ tán tỉnh bạn gái, bạn trai cho đến thuyết phục và xin tiền bố mẹ, đều cần đến khái niệm này, volume.
hãy nói với một âm lượng mà mình cảm giác hài lòng và người khác cũng hài lòng. Hết điều chỉ vô lý cứ đứng, không hét lên và cũng đừng lý nghĩ. Khi các bạn khởi nghiệp, các bạn đi thương thuyết, các bạn đi bất cứ đâu, các bạn cũng phải nói với một vô lý. Bây giờ nói, bạn có thể về chỗ hay là bạn muốn đứng ở đây luôn để tham gia cho tôi? Rồi, ok. Mình sẽ cùng nhau đứng phát lại. Chữ V. Chữ V là vô lý. À, chúng ta sử dụng giọng nói trước hết phải quan tâm đến âm lượng phát ngôn của mình. Hãy nói với một âm lượng mà ai cũng cảm thấy hài lòng. Thứ hai, chữ O. Nó đại diện cho chữ gì? O. O. Hãy nói có ngưng có điểm mà nó có khoảng khoảng trống. Vì sao? Vì sao là như vậy? Vì nó làm cho tất cả những người phải chờ lắng nghe xem câu tiếp theo là gì. Khi chúng ta linh nghỉ sẽ giúp cho người nghe tinh thần lại được và có khoảng thời gian để họ chờ đợi và lắng nghe mình linh tự làm được nó. Không bao giờ đến nói liên tục bất tận, nói liên tục không ai được, nói liên tục không ai cũng nghỉ, nhưng cũng đừng ngắt ngưng nhiều quá. Vậy khoảng nghỉ là một bí quyết thu hút sự quan tâm của người khác. Có đúng không? Đúng cho các bạn đây. Vậy là các bạn có hai cái để phải luyện tập với nhau. Bắt đầu luyện tập của âm lượng làm sao để bằng để âm lượng. Đơn giản là các bạn hãy vào một ký. Đứng đó và hãy nói với một mức độ mà tai mình nghe rõ mình nói. Thứ nói là mức cao nhất, thấy khó chịu thế nào mà nói mức nhỏ nhất để thấy không ai nghe, mình mà không nghe mình nói ha. Thì lúc đó các bạn đã có được một phần lực lý tưởng. Thứ hai, một quản lý khiến cho mọi người quan tâm đến cái mà bạn sắp nói. Rồi chữ thứ ba, chữ ai. Chữ ai, intonation, sự lên xuống, trầm bổng, trầm bổng. Khi tôi nói với các bạn, nếu tôi nói nhẹ nhàng, các bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Tôi nói mạnh mẽ thì nó ra mạnh mẽ, vô cùng đáp dụng. Thì xuất hiện trước một công chúng nào đó, dù chỉ là hai người trong nhà bố mẹ mình, nhưng mà nếu ta nói có sự trầm mặc và nói tâm sự thì cái sức nặng của lời nói nó sẽ tiếp tục lên rất cao trong mối quan hệ. Rồi nhớ hãy nói, cố gắng duy trì được một cái sự mềm mại, bởi vì hãy nghĩ mình là một cây đàn, âm thanh phát ra là tiếng đàn, ở cung bậc nào chúng ta nói được. Thứ ba, thứ tư là chữ C. C đại diện cho gì? Clear. Clear, rõ ràng, tròn vành và rõ chữ. Kỹ thuật của bất cứ phát thanh viên nào phải có. Bất kỳ ai đó nói với người khác nghe rõ mình. Và khi các bạn trở thành người lãnh đạo một doanh nghiệp, người lãnh đạo cho một nhóm, một nhóm, một lớp, khi chúng ta nói cũng phải rõ, rõ ràng, khúc chiết. Khi clear như vậy, rõ ràng như vậy, nó làm cho các bạn có nhiều cơ hội để được người ta lắng nghe. Và cuối cùng, chữ Y. Y cuối cùng đại diện chữ gì nào? Thử đoán xem. Energy, năng lượng. Hãy nói với một thái độ năng lượng. Đừng cho mọi người ấy đừng lên là trong phòng chữ ra. Đơn giản là các bạn hãy tự tin và tạo ra năng lượng đứng trước người khác. Thì dù có tán tỉnh bạn gái, xin tiền bố mẹ,
xin điểm thầy có thể sẽ thành tỷ lệ thành công cao hơn là đứng lý ý chàng. Và đó chính là năm kỹ năng để các bạn có thể luyện nói, sử dụng giọng nói của mình như một vũ khí trong quá trình khởi nghiệp, bắt đầu đi tìm kiếm sự thành công. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn nhà báo Long Quân và bạn Viết Triều rất nhiều. Thưa ông Charlie Connell, trong bối cảnh toàn cầu hóa thì các bạn trẻ có thể khởi nghiệp và có kiến thức nhanh chóng chỉ bằng một ý tưởng khởi phát và một công cụ mạng xã hội Internet. Tuy nhiên, trong môi trường social media cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro lớn khi mà các bạn trẻ chưa có những kiến thức cơ bản và tổng quan về môi trường này. Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã được tư vấn quản trị thương hiệu trực tuyến. Ông có thể chia sẻ một cách tóm lược và cơ bản nhất về danh tiếng trên môi trường Internet và xã hội, tầm quan trọng của nó đối với các bạn trẻ đang sống, làm việc và doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số và mạng xã hội của mình. Mr. Toto, in the context of globalization, young people can start their own businesses and get famous quickly with just one click, or one startup ID and a social network. However, the social media also poses lots of risk to young people who do not have the basic knowledge of the internet. So with many years of experience in the field of consultancy, online brand management, could you please briefly tell us about reputation on social networks and its importance to young people who are living, working, and starting up in this digital era? I hope so, everything else. Maybe I can step back from that question just a little bit first. Because I think reputation on the internet is fundamentally no different to reputation anywhere else. So I think it's best to think of reputation as something that surrounds us always. It just has different ways of playing out in different channels. Now, I mean, one of the things I've noticed coming here to Vietnam this time is there is a fight going on between Uber and Vinasun, I think it is. Vinasun. Is that right? And we have many problems going on at the moment in London with Uber. Uber, of course, being a famous startup. So I don't understand what's going on here in Vietnam particularly well, so I'm going to ask you to give me the answer. I want you to put your hands up if you prefer to use Uber over Grab or Vinasun. Which would you prefer? Hands up for people using Uber. Uber? No. Yeah? Grab? So maybe more people Grab. Vinasun? Nobody in Vinasun. Okay, that's interesting. So for those of you who use Grab, what do you like about Grab? Is it price? Or is it convenience? Or is it it has a nice app? What is it that, why do you use Grab, or prefer to use either Grab, or for that matter, Uber over Vinasun? What is it? Any thoughts? Tại sao mọi người lại quyết định chọn Grab với Uber thì vì nguyên nhân về giá cả? Về giá cả hay là về cái phần mềm hay là cái sự tiện lợi của nó thì lý do tại sao các bạn sinh viên chúng ta lại muốn? Why do you use Grab or Uber? Cheaper. Is it cheaper? Có rẻ hơn không? Hello, chef. My name is Jack. I have a question for you. I'm actually for you. Many people want to choose a Grab or Uber. I'm not understanding how it is cheaper and fast. And faster. Yes. More convenient. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much.
there anybody else who'd like to give their reason? Are there any other reasons other than price and convenience? Các bạn cứ đừng có ngại cho ý kiến thôi, là có thể nói bằng tiếng Việt và để quốc tại được qua mặt chúng ta cũng được, không sao cả. Chúng ta cứ mạnh dạn cũng có ý kiến. How about safety? Về mức độ an toàn. Has the most convenient app, so I can see the, how far is it from my house to the destination that I want to come. So I see it drives, I see it when the new apps become the new apps. So I think it's more convenient than the new apps. Okay, it's you think more open? It's a more open organization. How is that? How is it more open? Because this kind of apps, I can see if there any near that's it what I'm wondering is about easily, and I can pick up the first book to my destination faster. Okay, so that's really about the product yes. and the way it works. Yes. Okay. Thank you very much. Anyone else? Any ideas, thoughts? Why you would use Uber or Grab? Hello everybody. My name is Hao. I have some idea about Uber or Grab. Taxi in Vietnam very very high. So Grab all over Vietnam people like actually important people Vietnam like the cost very cheap. So they lie about this. And when you promise something. Yes, Uber or Grab have telephone number, so they call and text it. Yes, it don't work, but maybe some taxi is not. You can find the taxi you ride. Okay, very good, thank you. Okay, I mean, there are lots of reasons we prefer to use Uber or Grab to Venusland. We all have different reasons. So reputation is what other people think of you. And reputation is very diffuse. It is sometimes difficult to understand because everybody, all our constituents, the people we talk to as an organization, are different. Now, what does this mean for a startup? Why is reputation important? You know, traditionally, startups. Well, most startups do not have much money for a start. Yeah. You focus, when you're starting up a company, you focus on your business plan, on your basic operations, on money, and trying to scale the business. And what many startups do not do is focus on. And it's totally understandable why they do not do this, but they do not focus on things like governance and values. And governance and values, particularly I think values, are critical to how an organization is run and seen.
If an organization has strong values and strong central decision making, so the values are run through the system, then the likelihood is that company will be well managed and will survive. You know, most startups don't survive, 95% collapse within 2 years. But the chances are if you have good, strong, central decision making and some clear values which people buy into, they are going to go with you, whether it's your employees or your customers or your investors. So this is one of the things I often say to startups is don't forget the important things about who you are and how you run yourself. It's fundamentally important. It is, I think you said earlier that you know there is a shift, there is a kind of trend to kind of, and I think it's been facilitated by the internet to kind of do things quickly. Go to market fast, raise money very quick, and this is exactly what Uber did. You know, they raised a huge amount of capital very fast. They expanded, but they forgot to put in place the governance and the values that was, you know, to that would give them a strong identity and mean that things were not going to go astray. And they've had a lot of problems with sexual harassment and privacy, leaking people's data. They have a very arrogant approach to the way that they deal with governments. And this is now all playing out. In the UK, Uber has just lost its license. And the CEO has been terminated. This is what happens. It's a fact of life. Uber will get through this. It's a blip for them. They're very well capitalized, so they're going to be okay. But I think they're learning a lesson. There are a number of reasons why reputation is important. I think it's particularly important for startups, precisely because you do not have any money, or very little. So if you don't have money, then what do you have? Not a lot. You have a product, maybe. But you start building your reputation there and then, and you do it carefully. Everything you do, the way you pick up the phone, the way you answer email, the way you, this is all helps build your reputation. Every crumb of contact with the outside world or with your own employees impacts the way they perceive you. Cái tâm lực là những ý của ông Charlie đã nói đó là 95% các doanh nghiệp startup là những người khởi nghiệp đã thất bại trong vòng 2 năm tại vì họ đã không biết được họ là ai và họ không biết được cách họ được như thế nào, không cách xác định được cái giá trị cốt lõi của họ là gì. Và thường những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không có một cái nguồn vốn mạnh như là những doanh nghiệp khác, do đó thì họ phải tập trung đầu tư vào cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình. Và cái danh tiếng là cái mà chúng ta phải xây dựng hàng ngày thông qua các chúng ta nói chuyện, các chúng ta có được cái khách hàng, các chúng ta nhận điện thoại hoặc là các chúng ta chào hỏi khách hàng. Thì đó là đại ý của những cái gì mà Mr. Charlie Powell. Thực ra đây là một vấn đề chúng ta cần chia sẻ với nhau cho vui, bởi vì nếu mà một người nói thì những người khác sẽ ngủ. Hai ba người cãi nhau thì nó sẽ ra, đúng không? Người thứ ba cũng gặp hai lên nghe hai đó cãi nhau cái gì? Thực chất khủng hoảng truyền thông là một khái niệm nó bao phủ rất nhiều vấn đề và nhiều đối tượng, chứ không phải chỉ đối với doanh nghiệp hay là đối với một ai đó đâu. Thì đối với những người như Hoàng Anh gặp phải khủng hoảng truyền thông khi nào? Khi có một cô á hậu khác xấu hơn một tí, quậy hơn một tí và nhận được giải thưởng ít hơn một tí, và cô lại muốn là phải ngang bằng với lại Hoàng Anh kia, bắt đầu có sự xuất hiện rè rỉu nhau trên Facebook chẳng hạn,
chia sẻ ra cho nhiều người khác biết rằng họ may được ra đâu xứng đáng bằng túi. Tức là 3-4 người khác, 5-6 người khác, rồi 100 người khác ùa vào, tán ra đó mà. Ở đây nó xuất hiện một tính cách mà tôi nghĩ các bạn sinh viên phải tránh, mà nó là một thói xấu của người Việt Nam. Tức là chưa biết rõ cái gì mà các bạn chửi cái này tính xong, chửi cái này không nói bằng lý trí. Thế thì bây giờ nói về khủng hoảng truyền thông thì đại là vấn đề khủng hoảng truyền thông đó, là một người làm truyền thông và tham gia giải quyết các vấn đề khủng hoảng truyền thông với nhiều doanh nghiệp. Tôi đã từng giải quyết khủng hoảng truyền thông trong khá nhiều lĩnh vực với tư cách là một người tư vấn. Khủng hoảng truyền thông nó xảy ra đối với một công việc cụ thể, bao gồm thứ nhất có thể do thiên tai của bên ngoài, một cơn bão đi ngang một cái làm sập cả một con đường mà người ta đã phát hiện ra đó là một cái con đường làm quá hỏng, doanh nghiệp nó bắt đầu bị. Cái thứ hai, anh sẽ rơi vào khủng hoảng truyền thông khi nào? Khi anh vi phạm pháp luật, có thể anh không chịu đóng thuế, anh bán hàng ra hàng giả. Thứ ba, khủng hoảng truyền thông xảy ra khi có đối thủ cạnh tranh bắt đầu tấn công với những điều xấu. Cũng là bán cà phê, bán cà phê khác chia sẻ một chút về mà đoạn bắt đầu khủng hoảng truyền thông. Thứ tư, cái khủng hoảng truyền thông nó sẽ xuất hiện khi bạn vượt xa hơn những người khác để kìm chân bạn bằng những chiêu trò đơn thân. Với cá nhân, khủng hoảng truyền thông thường là sự xuất hiện những cái tình trạng khi cá nhân đó bị những đối thủ cạnh tranh theo nhiều nghĩa khác nhau, bao gồm cả trong danh tư, trong nghề nghiệp, kể cả về sắc đẹp, để có thể dẫn dắt được không. Nhưng cái tầng nấc để xuất hiện khủng hoảng truyền thông bây giờ nó hơn trước rất nhiều. Thời buổi bây giờ là thời buổi ai cũng có thể làm báo, các bạn cũng có thể có một tờ báo riêng trên Facebook, và vì thế khả năng kiểm soát khủng hoảng truyền thông bây giờ nó cực kỳ khó khăn so với trước đây. Và có lẽ chắc đây sẽ hiểu rõ hơn về cái khái niệm khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Người ta đều gần như không còn có khả năng để có thể kiểm soát được cái chuyện đó khi nó lan ra. Thì còn nhiều pháp luật thì vẫn không còn khả năng làm được nhiều lắm để có thể kiểm soát dừng báo chí. Trước đây là báo chí theo lời phải ban biên tập bảo rồi mới đăng mới được đăng, còn bây giờ không có chuyện đó, ai cũng có quyền để viết báo phán xét một cái thông tin không chính xác. Và vì thế giữ mình để đừng rơi vào khủng hoảng bởi sự vu cáo là một điều hết sức quan trọng đối với các bạn ngay trong thời điểm các bạn chuyển hướng định của mình. Và các bạn cũng phải nghĩ đến chuyện là đừng bao giờ nói cái gì mà mình không biết, nhất là trên Facebook, nhất là trên YouTube, nhất là trên nhiều cái môi trường truyền thông online. Xin cảm ơn chia sẻ. Các bạn trẻ nhớ chúng ta hãy đọc, hãy nghe một cách có ý thức và chúng ta hãy nói gì mình biết. Trình hội tài sinh mà có thứ ai cả. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu mà hành trình lập chí vĩ đại và thanh niên tiến bước của Trung Nguyên muốn mang đến cho thanh niên Việt, đó chính là việc hình thành văn hóa đọc. Từ đó bản thân có thể phát triển đầy đủ cả về thân tâm và trí. Phương pháp học từ sách, từ những câu chuyện thực tế và những con người thực tế luôn được đề cao, và điều đó được chứng thực rằng hầu hết những doanh nhân thành công đều đã đọc rất là nhiều sách. Chẳng hạn như Bill Gates này, Warren Buffett này, hoặc là chúng ta có ông Elon Musk. Và tôi tin rằng cả ba vị khách mời ngày hôm nay cũng rất là đam mê đọc sách, phải không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi xin chào giới thiệu cuốn sách ngày hôm nay, đó là cuốn sách có tựa đề Quốc gia khởi nghiệp. Tên tiếng Anh của nó là Startup Nation. Đây là câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ Israel và những tinh thần đã làm nên sự vĩ đại của dân tộc Do Thái, chính là nhờ mỗi công dân
họ đều đã biết được cái sứ mạng về người được chọn của mình, và họ luôn có một cái tinh thần sáng tạo, chiến binh và kinh tài. Đây chính là quyển sách mà tất cả những bạn sinh viên ngày hôm nay chúng ta đều đã nhận được. Và tôi mong, rất mong rằng các bạn sinh viên hãy đọc cuốn sách này và chúng ta cảm nhận được cái giá trị quý báu trên. Và nhân đây tôi cũng xin được phép hỏi, ta bị cách mời về những cái kinh nghiệm và chia sẻ những cái thói quen về đọc sách của mình. Để xin mời nhà báo Đông Phương trước ạ. Tôi nghĩ rằng là tôi đã hỏi đây. Ai trong các bạn một năm đọc một cuốn thì đưa tay. Một năm đọc một cuốn, một tháng đọc một cuốn, một tuần đọc một cuốn, một ngày đọc một cuốn. À, chúng ta như nhau ở điều đó. Nhân tiện tôi muốn nói với các bạn rằng là đọc sách là một thói quen rất tốt, và một năm đọc một cuốn thì nó hơi ít, nhưng mà một tháng đọc một cuốn là cũng vừa đủ. Nhưng vấn đề là các bạn hãy cố gắng hỏi tôi là cái thói quen đọc sách như thế nào. Tôi có nói rõ như thế này: không đọc nhà ra, và cũng đừng có biến mình thành con bỏ sách gì cũng đọc. Vì nó gọi là bị tổng hóa. Đọc sách là đọc có giai đoạn, có thời đoạn, và có mục tiêu, có mục tiêu. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta đi học thì chúng ta cần đọc những cái loại sách mà nó bổ sung cho cái sự học của mình, sách tham khảo. Thế thì những loại sách đó là chúng ta thực ra cũng cần phải đọc theo kiểu là bỏ sách để đọc kỹ. Và tôi từ trước đến giờ tôi cảm ơn sách rất nhiều, đặc biệt là tôi đọc đi đọc lại của các nhân vật của Dale Carnegie. Nhưng không bao giờ tôi đọc từ đầu cuối. Tôi cứ là một ngày tôi chán việc gì tôi về, tôi lật đúng cái mục lục ra, tôi tìm cái mục mà tôi bị mất lần ngày hôm nay, tôi đọc. Đúng vậy. Đừng nghĩ là chúng ta cứ đọc hết mọi thứ, bởi vì chúng ta thật sự chỉ nhớ được khoảng 10% của sách. Thì tấm cuối đọc là ký như vậy. Đấy gọi là sách, nhưng có những cái chúng ta đọc ký, đó là chuyện. Tiểu thuyết, nếu có thời gian các bạn phải thưởng thức cuốn tiểu thuyết, bởi vì nó là một cái chân trời hoàn toàn khác, đó là văn chương. Còn bây giờ cái để cho công việc khởi nghiệp là kiến thức. Kiến thức là cái nó đòi hỏi chúng ta phải minh bạch trong tư duy, từ cái giá trị cốt lõi của mình, từ kế hoạch sống của mình, từ cách thức chúng ta giao tiếp. Chúng ta không biết chuyện gì chúng ta chỉ cách đọc ngay. Ví dụ trước khi đến với chương trình này, tôi đã đọc hết 5 cuốn, 7 cuốn gì đấy ở trong tủ sách của đời. Xin lỗi. Nhưng mà khi các bạn sinh viên bảo anh ơi, anh đến tham gia với tụi em này, có mấy cuốn sách này lại rồi. Nhưng mà có thể đọc hết trong một 2 ngày không? Không cần thiết. Hãy dở những chương nào mà các bạn hãy dở một lục và chọn những cái nào mà bạn thấy nó gần gũi với con muốn của mình, gần với cuộc sống của mình, và cần cái mình đang cần. Đọc được chưa? Khi các bạn đọc cái đó xong, các bạn sẽ thấy hình như là mình còn chưa biết chuyện này ở trong chương này, phải quay trở lại đọc từ khác. Nó cứ dẫn dắt như vậy, có khi là các bạn sẽ đọc theo một cái logic riêng của các bạn, chứ chưa chắc là đọc theo logic của mình. Logic của người viết là logic mang tính cố định, còn cái logic của cá nhân các bạn là logic mang tính tự thân. Các bạn phát hiện ra chuyện gì các bạn thiếu thì các bạn hãy đọc để các bạn tranh thủ được từ này. Sách là nguồn tin, và sách là một trong những cách thức để các bạn đỡ tốn tiền nhất, nhưng mà được gặp những khuôn mặt hàng đầu thế giới.
bỏ bao nhiêu tiền để bay sang gặp ông Bill Gates, bỏ bao nhiêu tiền để đến được không được Silicon Valley, bỏ bao nhiêu thời gian để có thể quay trở lại với quá khứ để gặp Fukuyama Ichi. Vậy thì cuốn sách này là cách gần gũi nhất để tiếp cận với những tư tưởng lớn mà chỉ khi mình đã giỏi nhất. Thấy là chưa kể cuốn sách nền tảng đổi đời là còn tặng thêm cho các bạn với cuốn sách như cuốn sách đó. Và chính vì thế thói quen đọc sách là thói quen nghĩ đến cách làm sao đọc đúng với cái nhu cầu cập nhật tri thức của mình. Đấy là sách để học, để gia tăng cái sự hứng khởi trong cuộc sống. Còn tôi không nói đến phần dứt khoát là phải đọc những tác phẩm văn học, thì lúc đó nên đọc kỹ, lắng nghe từng tiếng chim trong đó, lắng nghe xem từng cảnh đẹp. Bởi vì đọc sách nó cho các bạn sự tưởng tượng tuyệt vời, giống như là các bạn học, não của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với bạn xem một cái cuộc phim, vì rằng các bạn vừa đọc vừa tưởng tượng. Và cái trí tưởng tượng của các bạn thì đọc về một cô gái thì mỗi người hình dung ra cô gái ở một lần theo kiểu của mình. Và vì thế nơ thần kinh não của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều, sự nhạy bén rất hơn rất nhiều. Vậy thì tôi chỉ có hai đề xuất, còn cả các hai vị khách chúng ta sẽ đưa ra đọc lên của mình. Thì đối với tôi là các bạn nên bắt đầu đọc từ phần cuối, tức là từ phần lục, rồi chọn cái nào đáng đọc nhất hãy đọc. Mà nếu mà đọc không hiểu thì cái nào hay ghi lại vào một cuốn cái sổ thông thái của mình, nó không có sổ tự tạo đâu, nhớ và rồi cuối cùng cố gắng tìm cách tiếp cận được với những người cùng sở thích để đọc sách với mình để bàn bạc, tìm được ai mà cùng sở thích đỡ chán, đọc xong cứ nói ra buồn. Thành ra văn hóa tranh luận thông qua sách là văn hóa rất thông minh, tìm những người cùng chung cái sở thích đọc sách, cùng đọc cuốn sách mình thì mới có thể thấy được cái giá trị của mỗi người. Chia sẻ hôm nay là xin cảm ơn các bạn. Xin chào mọi người, và xin mời anh Hồ Văn Anh chia sẻ về cuốn sách của mình. Dạ, anh Quân nghe anh nói hết tất cả những gì mà em nghĩ được, bây giờ em không biết nói gì nữa. Nhưng mà có lẽ em sẽ nói theo một cách khác, có lẽ là nó sẽ đơn giản hơn một tí, nó sẽ bụi đời hơn một tí. Thật ra thì hồi xưa là anh cũng rất là thích đọc những người thích văn học, nhưng mà sau này khi mà lớn lên một chút, đi làm một chút thì mình biết là những cuốn sách về kỹ năng về cuộc sống nó rất là có ích cho mình. Và thú thật với anh luôn là cuốn sách Cách Nhân Tâm cũng là một cuốn mà em rất là thích và luôn luôn đọc. Và trong đó thì có một cái chương mà anh nhớ nhất và tâm đắc nhất, đó chính là cái chương mà chúng ta luôn luôn biết ơn và luôn luôn nói lời xin lỗi và cảm ơn đối với người khác. Thì cái đó nó là một cái điều rất là đơn giản thôi, nhưng mà trong cuộc sống này nay nhiều khi chúng ta quên cái điều đó. Và thằng anh thấy rất là rõ từ những đứa bé cơ. Có hôm mà anh lướt lên Facebook xem một đoạn clip, không biết là chúng ta có dạy trẻ con một cách biết ơn và cách cảm ơn và xin lỗi khi mà làm đúng hay làm sai một điều gì đó chưa? Tại vì thường á, ta mẹ mà thấy con cái mà té được cái bàn hay là làm cái gì đổ thì phải đánh cái bàn. Trời ơi, cái bàn hư quá, cái bàn làm con đau này, cái này kia. Nhưng mà chẳng bao giờ nghĩ đó là lỗi của nhau mình. Và chính vì thế khi mà mình làm bất cứ một cái điều gì đó thì mình hãy nghĩ là tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Có nghĩa là mình nghĩ cái cách làm của mình trước, rồi sau đó hãy trách đến những cái tác động từ bên ngoài, những người khác hay là từ thế giới xung quanh. Thì cái cảm ơn và cái xin lỗi đó nó vô cùng quan trọng, và anh đã học được trong sách Cách Nhân Tâm. Mà đúng như là anh Quân nói là cái cách đầu tiên để đọc sách mà anh nghĩ là nên đọc một cách kỹ lưỡng và đọc theo đúng mục tiêu của mình. Tại vì thứ nhất đơn giản thôi, đọc theo đúng mục tiêu, đúng sở thích thì các bạn hứng thú hơn, mà các bạn
thấy cái đó là niềm vui, các bạn đọc các bạn thấy vui hơn và hào hứng hơn. Chứ còn mình rút đi rút lại một cuốn sách mà mình không thích gì hết thì nó vô cùng nhàm chán, giống như một bữa ăn mà phải ăn một món ăn dở vậy. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình không có đặt mục tiêu mà đọc cuốn sách đó thì giống như anh đã từng đọc một cuốn sách một năm trời luôn, có nghĩa là đọc xong khi 2-3 tháng sau đọc lại là mình lại quên cái khúc đầu là gì, chứ mình phải đọc lại cái khúc trước đó nữa để mình hiểu, sau đó mình đọc tiếp thì nó rất là mất thời gian, mất phí công sức mà nó không có hiểu gì cho. Nên là mình nên đặt mục tiêu, ví dụ như trong một tháng đó mình phải đọc hết cuốn sách đó, hoặc là có cuốn sách nó rất là dài vô tận như là cái cuốn mà tam túc trí này nọ, thì mỗi một đêm trước khi ngủ đọc 10 trang, cứ mỗi một đêm trước khi ngủ đọc 10 trang, như vậy thì mình mới thật sự sống trong cái câu chuyện, mình sống trong cái dòng kiến thức đó được. Cái thứ hai nữa là mình đọc theo một cái cảm hứng và những cái điều gì đó mà nó gần với mình nhất, hoặc là những cái kinh nghiệm nào mà mình từng trải qua hoặc mình đang mắc phải thì mình nên chặt lại, ghi chú lại. Tại vì một lần, không phải một lần mà rất nhiều lần, là đối với ông là sách thật sự là một sức mạnh, thật sự là một người bạn rất là thông minh. Bởi vì có những lúc mình cảm thấy bế tắc, có những lúc mình cảm thấy rất hoang mang về cuộc sống, mình vào nhà sách, mình đi tìm một người bạn, tự nhiên mình tìm một cuốn sách nào đó nó đang nói về cái vấn đề mình quan tâm và mình chọn nó. Anh nhớ là có một lần anh cũng trên cái con đường đi phục ước mơ của mình, mình gặp rất là nhiều khó khăn, đến lúc mà mình muốn bỏ cuộc luôn, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phóng đố lại mình hết. Mình đi casting, mình bị rớt, mình đi làm, mình bị la, mình biết tại sao đây là ước mơ của mình mà mình đứng trước máy quay như này, không phải đứng trước 100, 1000 người đó các bạn, đứng trước có một cái máy quay như này thôi, nói 10 lần không xong, anh cameraman em biết là anh xin vậy, em nói lại đi, nói từ 10 lần 20 lần nữa mà một câu nó ngọt nhưng mà nó hết không có sâu luôn, không có trôi chảy một câu, thì mình cảm thấy quá là tuyệt vọng. Rồi mình tìm đến một cuốn sách và mình học trong đó rất là nhiều điều để mà động viên tinh thần của mình. Và cái lúc nào mình cảm thấy giống như là không còn ai có thể chia sẻ được nỗi lòng với mình nữa thì mình hãy tìm đến một cuốn sách mà mình cảm thấy là thân thuộc nhất và mình cảm thấy yêu thích nhất, và mình đọc cuốn sách đó để mình cảm thấy nhiều có người đồng cảm. Và anh nhớ nhất có một cái câu ở trong cuốn sách Bí quyết để thành công, anh đọc cái ngày đó anh cảm thấy là muốn bỏ cuộc rồi, cảm thấy là mình không có duyên với nghệ thuật, tài năng thì mình cũng kém, mà nhan sắc thì mình cũng tầm tầm bình thường thôi, mình muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng mà khi đó mình đọc một cuốn sách là và mình thấy cái câu trong đó là có thể là bạn mất hết tất cả những sự lựa chọn rồi, bạn không lựa chọn được công việc, bạn không lựa chọn được cái cách người ta đối xử với bạn, bạn không lựa chọn được bộ quần áo mặc, bạn không lựa chọn được số tiền mà bạn nhận được từ một cái công việc mà nó rất khó khăn, như người ta trả tiền còn rất thấp, thậm chí là người ta quỵt tiền của bạn luôn. Thì câu nói mà anh nhớ nhất đó là khi mà bạn không còn bất cứ sự lựa chọn nào hết thì bạn vẫn còn một sự lựa chọn cuối cùng, đó chính là thái độ sống. Và câu đó đã vượt qua dạng sống dạy luôn, trong tất cả mọi thứ gần như là quần cả mình, thì mình thấy mình luôn luôn có một sự lựa chọn cuối cùng nữa, đó là thái độ sống, thái độ đối mặt với tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Dù người ta có ghét mình thì mình vẫn cảm thấy là ô, trên thế gian này 1000 người hay là 80 triệu người thì một người ghét mình không thành vấn đề đâu, làm sao mà tất cả mọi người thích mình được. Hoặc là hôm nay mình đi ra đường, cái đúng ngày mình mặc bộ đồ trắng thì trời mưa hay là dơ hết giày quần áo, thì lúc đó lại mình bực mình. Hoặc là mình đi đến công ty mình làm việc, mình bị sếp la, không hết đó mình bực mình. Mình chỉ còn có một cách duy nhất là mình thể hiện thái độ của mình. Mình luôn luôn rất là bình an, luôn luôn rất là tiếp nhận mọi thứ mà mình tiếp nhận là bản thân mình sửa chữa. Và cái thái độ sống lạc quan và nó vô cùng quan trọng. Và ở đó thì mình có một người bạn là những cuốn sách để giúp cho tâm hồn của mình nó trở nên bình an hơn. Và thật sự mà nói đối với thằng anh thì sách là một người bạn rất thông minh. Bất kể khi nào tâm các bạn không ổn, hãy đọc một cuốn sách. Một cuốn sách mang lại cho mình những cảm xúc thật tuyệt vời, những cảm xúc tích cực. Bởi vì khi mà tâm ổn thì trời mới ổn được. Cho nên là chúc các bạn sẽ tìm được những cuốn sách gối đầu giường là những người bạn thân thiết.
Chúng tôi đang học hỏi rất nhiều từ những chia sẻ trên phần dữ liệu. Mr. Paulo, so do you have any experience on how to get into the habit of reading books? Do I have any experience of reading? Yes, I do. I've always read since a child. I was a quiet child. And my brother was very badly behaved. He was always getting into trouble. I was reading. And I always read. I've always read. I love reading. I guess the conversation here is more reading in a business context, if I'm not mistaken. Is that right? Reading in a business context. Reading. This is a little bit specific, but generally, how to get into different reading. Okay, well, maybe I can talk about it in a little bit more in a business context, okay. And then step back out. Let me tell you about a couple of books I've read recently. I read all the time. Books, magazines, you name it. So the first book was called The Trusted Advisor by an American academic called David Meister at Harvard University. And he wrote a book about and what he said is, don't sell. He said, if you're trying to sell something, don't sell it. He said, the best way to sell is to listen. The best way to sell is to listen and to understand, and then to build a relationship, a dialogue with somebody else, and then you're in a position to win their trust. And once you've won their trust, then you can tell them whatever you want to tell them, and they'll believe it. I think this is a very powerful idea. Now, the reason I read it is because I'm a consultant. So I trade in ideas, not products. And this book is read by all McKinsey consultants, for instance. It underpins most of the training for all the big management consultancies. It is a brilliant book, and very directly applicable to my business, to my life as a professional, rather than as an individual. The second book I want to tell you about is one I just read. I read it on the plane this weekend from London to Ho Chi Minh, and it's called When Breath Becomes Air. It's become very famous. It's by a doctor, and the doctor is very highly qualified. He's quite young, 35. He's a neuroscientist, so he's gone through incredibly high levels of training in the US to become really a surgeon, a neurosurgeon. And if you become a successful neurosurgeon, you can make an awful lot of money. But also, of course, you are saving lives. It's a great thing to do. And he put all his energy and his resources, and his family had come from India, they didn't have much money. He was one of these stories of immigrants who worked very, very hard. But he's also acutely intelligent, and he got very high up. And then he finally had cancer, age 35. And he died. And the book is written by him and tells the story of the first half. It's the story of his life and him growing up and what motivated him and why he wanted to become a neurosurgeon. And the second half of the book is about how he coped with being told he had cancer and the fact that he knew he was about to die. And one of the things that was very interesting to me was that he was very open. You know, I think many people, when they get told they get cancer, they shut up. They don't want to talk to people. They keep the information in until they know exactly how long they have to live. But he was very open. He's also a very humble individual, despite his huge success. The second half of the book is a description of this, and it's very, very powerful and extremely moving.
I was in tears on the plane. Now, why am I telling you about these two books? As I said, the first one had a direct impact on the way I conduct myself professionally. The second, I read because I wanted to read it. But I think there are also some very strong things that I can take out of that book and apply to my business. Like, you know, and I think the lady over there mentioned this earlier, the power of transparency. So one of the things I advise clients is, you know, when something bad happens, most clients, they close up, they don't want to talk. What I try and get them to do is talk. So communicate. So I found myself learning a lot from this book, completely unexpectedly, about business. And I think this is one of the things that I think, this is one way that I try to approach reading, is I think it's very easy for us, particularly as we get older, to get stuck into a kind of line of reading. You know, maybe we start out, we read Toy Train, and then we think, oh, we agree with Toy Train, so we keep reading Toy Train, for example. Or maybe for me, it's the BBC. This is the case of many middle-aged people in the UK. They like to read the BBC, but of course, the BBC, because it's very objective, and it's very professional, and all the rest of it. But actually, the important thing is to challenge yourself, and to listen to other points of view, and to keep an open mind, and to read things that you might not expect to read or want to read, because they are going to challenge your way of thinking. And that's why I read. So thank you. Đọc được hai cuốn về, thứ nhất là về doanh nghiệp của mình là ông đã đọc cuốn Trusted Advisor, đây là cuốn về khuyên về chúng ta cách thức khách hàng như thế nào, rất đầu tiên ở Mỹ. Và cuốn thứ hai là một cuốn truyện tự truyện của một anh bác sĩ về thần kinh học, biết mình bị ung thư sắp chết và anh rất là cởi mở về cái vấn đề bị ung thư với mọi người và anh sống rất là lạc quan. Cái tên tựa sách đó là When Death Becomes Air, nghĩa là khi ghét chết nó trở thành không khí xung quanh anh. Rồi ông Tono có nói là chúng ta hãy ráng đọc nhiều loại sách khác nhau và chúng ta hãy ráng đa dạng sở thích của mình để tìm được những cái nguồn kiến thức khác, những cái việc mới hơn mà chúng ta sẽ mở rộng bản thân, để từ đó chúng ta có thể có một cái kiến thức mới hơn và những thứ khác nhau. Và đó là những gì mà ông Charlie Tono muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về thói quen đọc sách. Và các bạn sinh viên thân mến, thì ngay từ đầu chương trình chúng ta có nghe đến tủ sách nền tảng đổi đời của Trung Nguyên. Thì tủ sách này đã bao gồm 5 cuốn sách như chúng tôi đã liệt kê, và hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một cuốn sách khác, đó là cuốn Kinh điển về khởi nghiệp. Đây cũng là một trong những cuốn sách được chọn trong tủ sách nền tảng đổi đời của Trung Nguyên. Quý vị và các bạn có thể thấy trên màn hình, quý vị các bạn đã thấy trên màn hình chưa ạ? Rồi, cuốn sách Kinh điển về khởi nghiệp ra đời từ kinh nghiệm nhiều lần khởi nghiệp kinh doanh và những bài giảng của tác giả Bill Olin thuộc Viện Công nghệ Massachusetts MIT. Cuốn sách này tổng hợp các vấn đề về khởi nghiệp thành 24 bước với 6 chủ đề dễ hiểu và dễ áp dụng với môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta phải xác định rõ được khách hàng của mình là ai và họ ở đâu. Thứ hai, giá trị mà công ty bạn mang lại cho khách hàng của mình là gì. Thứ ba, làm thế nào để được sản phẩm tới tay khách hàng. Thứ tư, cách thức tạo ra doanh thu từ sản phẩm của mình. Thứ năm, kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm ra sao. Và thứ sáu là làm sao để gọi vốn và tăng quy mô của doanh nghiệp. Và các bạn sinh viên thân mến, có tại cũng xin chia sẻ một thông tin hết sức thú vị và hấp dẫn. Đó là trên fanpage của tủ sách nền tảng đổi đời sẽ có những phần quà rất là hấp dẫn, sách này hoặc là cà phê này, dành cho những bạn sinh viên nào có những cái review về sách chất lượng và ấn tượng về hai quyển sách. Thứ nhất là quyển sách Kinh điển về khởi nghiệp, và thứ hai là quyển sách mà chúng ta đang cầm trên tay, đó là Quốc gia khởi nghiệp. Và các bạn sinh viên hãy nhớ truy cập fanpage facebook.com/tủ sách nền tảng đổi đời ngay sau chương trình nhé. Thành cảm ơn. Và sau đây là phần hấp dẫn nhất chương trình, đây là phần dành cho các bạn sinh viên của chúng ta.
Và chúng tôi hiện tại xin mời tất cả các bạn sinh viên, chúng ta có câu hỏi nào dành cho ba vị khách mời trên đây, chúng ta cứ thoải mái đặt câu hỏi nào. Và trước tiên thì ban tổ chức đã mới vừa gửi cho các bạn một câu hỏi từ các bạn sinh viên, đó là các bạn thắc mắc là tại sao Trung Nguyên lại chọn năm cuốn sách này mà không phải là một quyển sách khác. Đây là thực sự là câu hỏi khó đối với đại cũng như khách mời của chúng ta. Tuy nhiên thì quốc đại nghĩ là trong hội trường này chỉ có một người có thể trả lời được câu hỏi trên. Và quốc đại xin nhờ chị Võ Thị Hà Giang, chị là giám đốc quỹ sáng tạo vì các vùng biển đại diện Trung Nguyên, giúp cho khách mời hôm nay trả lời câu hỏi này. Xin mời chị. Tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn cả ban diễn giả và các chuyên gia đã có cái chia sẻ, mà tôi nghĩ nó không chỉ chúng tôi mà tất cả các bạn trẻ rất là thú vị các con ạ. Để trả lời cái câu hỏi của bạn sinh viên là tại sao Trung Nguyên chọn năm cuốn sách này mà không phải những cái cuốn sách khác để gửi tặng đến cho các bạn trẻ và sinh viên thanh niên Việt Nam, thì có thể nói rằng là MC nhà báo Đông Quân và Hoàng Oanh đã giúp cho tôi lý giải được hai cuốn sách, đó là cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu và cái lý do của cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Vì như anh Đông Quân có nói, cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu trong đó có nói rằng vàng không phải từ tương tiền, mà vàng chính là từ trong ý tưởng. Đó cũng là một lý do mà nhà sáng lập chủ tịch tập đoàn Đặng Liên Nguyên Vũ cũng chọn cái cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu, đó là các bạn phải từ ý tưởng, từ sáng tạo. Và hơn nữa, cái cuốn sách này là một trong những cuốn sách kinh điển về làm giàu đến từ một quốc gia hàng đầu thế giới, đó là nước Mỹ. Và đó là cuốn sách chia sẻ cái công thức, cái bài học của một quốc gia thì có một cuộc đời rất trẻ mà đã trở thành một vị thế toàn cầu thế giới. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Đắc Nhân Tâm mà anh Đông Quân và chị Hoàng Anh cũng đã chia sẻ với các bạn. Đó là cuốn sách nói về sự thuyết phục, từ giọng nói, từ hình thể, từ tất cả những gì mà trong năng lực của chúng ta đều có thể thuyết phục được với mọi người. Và như chị Hoàng Anh đã nói, đó là khuyên chúng ta một cách sống tử tế từ trong gia đình, tử tế với những người xung quanh chúng ta và tử tế với những người mà đôi khi chúng ta nhận lại được những thái độ mà chúng ta không mong muốn nhận lại. Thì đó là cái cuốn sách mà khuyên về cách sống mà tự chúng ta có thể điều chỉnh được. Vậy thì ba cuốn sách còn lại thì tôi có thể nói ngắn gọn rằng là cuốn sách quốc gia trải nghiệm mà ngày hôm nay các bạn nhận được là bài học về Israel. Cái câu chuyện về Israel, tôi nghĩ rằng nếu cái đây 5 năm sẽ không có ai nói về Israel. Mà người ta hay nói về quốc gia nào ạ? Các bạn trẻ, nếu cái đây 5 năm thì chúng ta hay nói về câu chuyện của quốc gia nào ạ? Quốc gia nào mà chắc chúng ta chỉ có một vài bay thôi ạ? Quốc gia nào ạ? Bạn có biết không ta? Bạn nào vừa nói đây là quốc gia nào không phải? Vâng, Singapore. Và câu chuyện Singapore là một câu chuyện gì các bạn? Là một câu chuyện mà trong cái cuốn sách này và ông Lý Quang Diệu từ một năm 1967 đã nói rằng ông mong ước Singapore được như Sài Gòn. Và ngày hôm nay sinh viên Singapore đã đưa chúng ta đến 270 lần về năng suất làm việc và học tập. Nhưng để nói rằng Israel còn nhiều điều gì khác biệt hơn Singapore nhưng họ vẫn có thể làm được. Và tôi muốn nói thứ hai, cuốn sách cuối cùng đó là cuốn sách là Không Có Gì Là Thất Bại của cố chủ tịch Mandela. Và cái cuốn sách còn lại trong năm cái cuốn sách đó, nhưng tôi quay lại rằng lý do vì sao chắc chắn tôi cũng như các bạn ở sân khấu cũng như các bạn sinh viên ở đây, khi
Khi chúng ta bước ra một nhà sách, các bạn có bao giờ đứng tầm ngầu và nói bây giờ mình chọn cái cuốn sách gì không ạ? Những cái tầm sách ạ. Có không ạ? Có. Tôi cũng vậy. Giữa một tầm một nhà sách với nhiều loại sách, từ sách tâm lý, sách kinh tế, sách chính trị, sách giáo dục, không biết chọn cái loại sách nào. Mà thông thường tôi cũng như các bạn, chúng ta sẽ đi tìm hoặc sẽ chú tâm đọc cái cuốn sách mà được những người như anh Đông Quân, như chị Hoàng Hoa Anh, như diễn giả tham gia khuyên là bạn nên đọc cuốn sách này nhé, vì nó giúp ích cho các bạn. Thì đó cũng là từ cái tấm lòng của chủ tịch Đảng Lê Nguyên Phủ, đi khắp nơi trên thế giới, đọc rất nhiều sách để cuối cùng chọn ra những cuốn sách phù hợp mà các bạn nên đọc. Và hãy tập trung đọc những cuốn sách này, vì chúng ta có rất ít thời gian. Và hôm nay tôi muốn nói rằng là thực ra thì tủ sách nền tảng của đời có đến tiếp tục cùng với các chuyên gia và nhiều diễn giả khác tiếp tục chọn các cái nhiều cuốn sách trong cái tủ sách này. Nhưng có thể nói năm cái cuốn sách mà các diễn giả và cô người trẻ, thì đó là những cuốn sách có thể nói là khởi đầu để các bạn đọc. Tại vì thứ nhất, cho các bạn đầu tiên đó là cái gì lớn, cái giá ước mơ. Thứ hai, như anh Đông Quân và chị Hồng Anh đã nói, là xác định được năng lực lõi của mình, đam mê của mình. Và tôi chỉ muốn bổ sung ý kiến cuối cùng mà chị Hoàng Anh và anh Đông Quân đã nói là đam mê là gì. Làm sao xác định được đam mê đó, tôi chỉ muốn bổ sung một cái ý rất là nhỏ trong cái cuốn sách đó là từ tốt hiện tại, đó là nguyên lý công ý. Tức là các bạn này vẽ ra một ba cái vòng tròn và các bạn tự đặt câu hỏi rằng bạn làm điều gì tốt nhất. Anh Đông Quân anh có giọng nói, các bạn có thể bạn vẽ tốt nhất đúng không ạ, làm thơ tốt nhất, làm máy tính tốt nhất, sửa ghế tốt nhất, bạn hãy vẽ ra bạn với năng bạn là gì tốt nhất. Vòng tròn thứ hai, bạn vẽ ra câu hỏi rằng bạn có đam mê nhất về cái điều đó hay không? Tức là bạn làm tốt nhất nhưng bạn có đam mê không? Giống như anh Đông Quân là tôi thấy là chắc là anh có vẽ nhiều cái vòng tròn, anh có giọng nói, bạn nói anh đam mê nhất cái việc làm học về ngành ngữ văn. Bạn có thể làm tốt nhất cái việc đó là bạn làm máy tính, bạn làm học sinh, bạn làm phần mềm, bạn có thể vẽ tốt nhất nhưng bạn có đam mê không? Bạn có dám với Hoàng Anh là nghe lời không nghe lời bố mẹ, quyết tâm đi vào cái trường đó không? Đam mê đây là dám vượt qua hết tất cả những rào cản của gia đình, của bố mẹ để đi theo cái điều mà gọi là mình tốt nhất và đam mê nhất. Và câu hỏi cuối cùng mà chuyên gia đến từ Anh Quốc Tâm nói là vì sao trong 2 năm đầu tiên thì tất cả những cái doanh nghiệp và các bạn trẻ khởi nghiệp được 90% thành công? Tức là đa số khởi nghiệp nói là mình thích đi bán trà sữa, mình đi thích bán sách, mình thích bán online, mình thích bán đồ đạc. Và mình cũng có thể làm được tốt điều này tại vì mình biết về bạn, mình biết về bạn bè, mình biết rất là nhiều. Và cái vòng tròn cuối cùng các bạn xác định được là gì? Bạn có kiếm tiền giỏi nhất từ cái đam mê nhất, từ cái năng lực giỏi nhất của bạn hay không? Điểm giao giữa ba vòng tròn đó chính là các bạn xác định được năng lực lõi của các bạn. Và từ đó chúng ta chỉ có gì như anh Đông Quân nói là kế hoạch thuyết phục bố mẹ, nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài để đến được cái điều mà có thể 10 năm nữa các bạn là người ngồi chính trên cái ghế đó và chia sẻ lại câu chuyện của các bạn. Tôi xin hết ạ. Thầy thấy đáng hậu hoài văn cái gì cũng hỏi với chị Giang. Dạ đúng rồi, chị Giang ơi cho em hỏi cái xíu mà mình có 5 cuốn sách không chị? Thì bây giờ em sẽ thích cuốn sách trung tâm hết rồi. Nhưng bây giờ là chị tư vấn chút là đặc biệt đối với các bạn sinh viên, và đặc biệt hơn nữa là đối với các bạn sinh viên ở trường cuốn sách của chúng ta, thì nên chọn một cuốn nào trong 5 cuốn đó để đọc là phù hợp nhất ạ?
thấy câu hỏi Hoàng Anh cũng hơi khó. Thế này thì tôi có thể chia sẻ là khi mà đồng hành đi chương trình hành trình là quý vị đạo đến với phải nói là rất là nhiều tỉnh thành trên cả nước, và tôi cũng được là nghe rất là nhiều các bạn sinh viên chương trình về sách, các bạn viết những bài cảm tưởng về sách, rồi các bạn cũng viết thư đề đến Trung Nguyên là các bạn đề cử những cuốn sách này. Có thể là với cái trải nghiệm kinh nghiệm của tôi thì trong tám một cái nhận xét rất là thú vị các bạn đó, thì thực ra trong năm cái cuốn sách á mà vừa rồi á thì tôi thấy các bạn trẻ là các bạn rất thích cái cuốn là không có gì là thất bại, tất cả thì là thử thách. Tức là đây là tôi nói cái thống kê á, mà cái chương trình đi qua là 5 năm và nhận được những cái thư phản hồi. Còn là chiều hôm tất thì lắm là tôi sẽ nói sau. Thì tất cả các bạn trẻ sinh viên từ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Cà Mau hay là đi những cái lớp ở thành phố nông thôn á, mà chúng tôi có được đi với trung tâm khởi nghiệp trẻ, thì cái cuốn là không có gì thất bại của phố của Cần Thanh Ba là cái cuốn mà các bạn trẻ là yêu thích. Và trong các cuộc thi thuyết trình và viết bài cảm tưởng á, thì cuốn sách đó cũng được các bạn trẻ chọn rất là nhiều nhất. Thì tôi có hỏi là tại sao, thì các bạn đều nói điều rất là đơn giản là trong tất cả năm cái cuốn sách này á, thì cứ cái cuốn sách mà của về không có gì là thất bại là cái cuốn kể về cái câu chuyện mà các bạn cảm thấy á, là nó đâu đó nó gần gần, nó giống giống với chính mình, tức là cùng đó ước muốn khởi nghiệp nhà nghèo ở nông thôn. Tại vì đa phần các bạn sinh viên đều có xuất phát từ nông thôn, gia đình nghèo, thì có một cái bạn cảm thấy được cuốn sách đó là nó như một cái câu chuyện mà các bạn có thể kể lại được, các bạn có thể nói được, thì đó là cái cuốn sách mà tôi nhận thấy á, là các bạn trẻ sinh viên ở trên cả nước là đều rất là yêu thích. Một cái cuốn thứ hai, cái này tôi cũng nói cái kinh nghiệm tổng kết thôi, khi mà đi đến các trường á, gặp các thầy cô cũng như là nhiều cái phụ huynh mà khi mà đi tư vấn tuyển sinh á, thì tất cả các thầy cô và bố mẹ đều nói rằng cô là tôi rất thích cái cuốn khuyến học, và tôi muốn á, là sinh viên hay là con tôi là thích học cái cuốn khuyến học, tại vì là nó nói hết những cái gì về giá trị của học vấn, của tất cả về vấn đề đại học. Đó là cái góc độ của một người làm việc giáo dục, hoặc là các thầy cô, hoặc là bố mẹ. Thì để quay lại á, là năm cuốn sách đó bây giờ đọc bắt đầu từ đâu, thì tôi nghĩ rằng á, các bạn giống như Đông Quân nói, các bạn xem năm cái cuốn sách đấy và các bạn nghĩ rằng các bạn có nhu cầu đọc về cái cuốn sách nào, thì tự các bạn sẽ xác định được là các bạn sẽ cần cái cuốn sách nào. Một cái điều nho nhỏ thú vị á, là cái cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu là một trong cuốn sách á mà được phát rộng rãi số lượng nhiều nhất. Khi tôi hỏi anh sao thì nói là thấy Nghĩ Giàu Làm Giàu là muốn đi làm giàu ngay. Rồi các bạn nói là hỏi chúng tôi á, bây giờ có cuốn nào mà Nghĩ Giàu Là Giàu không? Tức là không có làm, tức là Nghĩ Giàu Là Giàu không? Tôi có nói với bạn, nếu bạn muốn như vậy, bạn hãy đọc cuốn sách trung tâm, là bạn sẽ có giàu tấm lòng, bạn giàu tình cảm, bạn giàu tình thương, thì bạn sẽ nhận được lại tất cả những gì mà bạn sẽ mong muốn là nhận lại. Thì như vậy có thể nói với các bạn rằng là tôi không thể tư vấn hay là trả lời hay giúp các bạn rằng là khuyên là chúng ta nên đọc cái cuốn nào đầu tiên hay là cái cuốn nào sau cùng, mà do nhu cầu các bạn. Nhưng mà một điều tôi có thể nói rằng là cuốn sách Lắc Nhân Tâm là cái cuốn mà tôi cho rằng là bất cứ một cái người như các bạn trẻ hay là những người thành công ngồi bên kia, hay là như tôi, hay là như các thầy cô, là cái cuốn mà gần như chúng ta có thể đọc bất cứ lúc nào, vì cuốn sách đấy là cuốn sách có tính ứng dụng rất cao, có thể ngay lập tức bây giờ, ngay tối nay, sáng mai là chúng ta có thể ứng dụng được ngay cuốn sách Lắc Nhân Tâm. Còn tất cả các cuốn còn lại cũng nó cần cái sự nhìn ngắm, suy nghĩ và sự trợ giúp của nhiều cái chuyên gia khác. Thì tôi chỉ có thể trả lời được đến đây, không biết là Hoàng Anh là
các bạn rất hài lòng, hay là các thầy giáo giúp tôi cái phần trả lời này cho xin hết ạ. Vâng, hay quá. Tôi nghĩ rằng là từ tư vấn của chúng ta, nhưng mà tôi được thống nhất với nhau như thế này. Các bạn ở đây bao nhiêu người còn 3 năm nữa là được? 2 năm, 1 năm, 4 năm. Rồi, tỷ lệ là như thế này. Mỗi những người học ở 4 năm đến ra trường, 4 năm học ở cuối. Theo thứ tự nha, tôi nói thực sự là đọc á, thì nó phải có một cảm giác như thế nào để cho chúng ta thấy nó thích đọc hơn. Đừng có ép mình, đừng bao giờ ép mình phải đọc để làm chuyện gì đó mà mình muốn làm. Theo tôi, nên đọc những cuốn sách để thấy rằng các thiên tài, những thiên tài mà viết những cuốn sách đó thực ra là người rất bình thường, bởi vì họ đã từng thất bại, họ te tua trong cuộc sống, họ có lúc đói ơi là đói, đói kinh khủng. Vậy thì các bạn đọc không phải để thấy họ tài, mà để thấy họ cũng có những khúc quanh trong cuộc đời mà rồi có lúc mình sẽ phải trải qua. Vậy là chúng ta đọc để củng cố niềm tin rằng là những con người rất đặc biệt, rất tuyệt vời như thế cũng có những lúc tưởng chừng như là không vượt lên nổi, và họ té ra là đi quên cái lúc là tối học này, bỏ nó đi chơi này, rồi không chịu tiền con trai chung chung chung, cũng có lúc coi như là cắm đầu xuống đất không thể nào đi nổi lên nữa, thì đó họ cũng bình thường như chúng ta thôi, nhưng mà họ sao không thể được. Tôi đề nghị củng cố niềm tin đầu tiên theo một chương trình các bạn hay đọc thế này, chọn các em tập đọc trước, tranh thủ đọc trước để biết mình là ai, mình đang sống thế nào. Bởi vì đó là một cuốn sách thực sự mang tính chất của một tấm gương. Bạn cứ soi chiếu vào những điều của Dale Carnegie nói, các bạn biết mình là ai và điều gì, mình như thế nào. Đầu tiên là về tính cách. Cái thứ hai, đọc đến cuốn thứ hai, nên đọc tiếp theo nếu còn thời gian, thì đấy chính là cuốn của ông chủ tịch tập đoàn Vinh. Thứ ba, tại vì cái đối thủ thường nhật trong một năm thứ ba là đến việc học, việc học khó lắm. Học là một việc cực nhọc vô cùng, xa nhà xa cha xa mẹ, đang chán học mà phải bắt học tiếp học, thì các bạn sẽ chán. Nhưng các bạn đã được củng cố từ các nhân tâm, sau đó các bạn có được niềm tin, có được niềm tin từ những vấn đề trong cuộc sống khó khăn đầy những con người của thầy. Lúc đó cái khó khăn trong học tập, bạn học tới cuốn Quý học của Fukuzawa UTT, bạn mới thấy cái ý nghĩa của sự học. Mà có học rồi đó, học đọc học rồi thì anh nghĩ về làm giàu. Lúc đó Napoleon Hill các bạn để cuối cùng chuyện nghĩ giàu là giàu, bởi vì lúc đó hy vọng là các bạn bắt đầu ra được, lúc đó bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Còn trong khi đi học có bạn giỏi khởi nghiệp, nhưng mà như là bạn nói 95% khởi nghiệp phải hết chính bản thân tôi. Tôi đã nhận ra rất nhiều người lăn tăn mày sau một cuộc khởi nghiệp, bởi vì họ khởi nghiệp trên cái tư duy vật chất, trên tư duy vật chất điều kiện, quyết tâm kiếm một khoản khá khá để mua chiếc xe hơi và việc gì đó. Thứ hai, không làm những điều như Napoleon như đã từng nói, không tạo ra một sự khác biệt gì cả, mà kinh doanh theo phong trào, thấy ai ăn khoan mất ai đi làm. Cái đó gọi là khởi nghiệp. Nhưng mà hãy tưởng tượng ra bà chủ quán Hồng Phát, vì sao bà muốn mỗi một tô hủ tiếu thôi mà bà sầu đến đi. Ngày hôm kia chị Bính bún, chị bún gọi điện cho tôi mời tôi xuống
tham dự như chỉ một buổi ra mắt cái spa của Thiên Chúa. Lúc đầu thì trải nghiệm đau thương lắm, và bây giờ thì nhiều việc để ý ra chuyện khác. Tôi nghĩ là tôi sẽ nói với chị, tình yêu chị đang làm sai giá trị cốt lõi của chị rồi. Ở đây có một cái đặc điểm mà người nước ngoài người ta nhìn nhận người Việt Nam mình, trong đó một yếu tố không đi tới tận cùng. Ít người nào đi tới tận cùng của mình. Chưa được hơi được tí là bắt đầu thỏa mãn, không thỏa mãn. Rất nhiều người nước ngoài nói người Việt Nam không thỏa mãn kinh khủng. Và điều đó thì cũng cho thấy rằng là thứ tự đọc sách là thứ tự làm giàu hay để cuối cùng trong quá trình học. Bắt đầu từ việc định hình tính cách và soi lại gương xem thông qua đất nhân tâm. Hãy đọc với những trải nghiệm con người đối với khổ đau của con người cũng cố niềm tin là không, nếu ta gặp thất bại thì không phải chỉ mỗi chúng ta à, mà cả Phu Phu Sa Lan cũng đã từng lặp, mà cả rất nhiều người trong đó đã có lương hiệu hay đeo bao nhiêu chúng ta từng thất bại. Thứ tư là chúng ta chọn những cái cuốn khuyến học để củng cố thêm giá trị của sự học. Và cuối cùng, đây là kiến thức của tôi nha, không phải tôi phản bác ý kiến của ai đâu. Và cuối cùng, hãy chọn cái cuốn lý giàu là giàu tập thấm vào, chỉ khi các bạn đã biết chọn giá trị cốt lõi. Khi nào biết giá trị cốt lõi của mình rõ, còn chưa nắm được giá trị cốt lõi của mình, chưa gọi là hãy tìm các học thì ra đây. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta là chúng ta có hỏi chúng ta nghe tay của một thân sẽ chuyển kinh cho các bạn hỏi ba về thân chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nào các bạn? Xin mời bạn nghe tay của một thân chuyển kinh cho các bạn hỏi ba về thân chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nào các bạn? Alo, em xin chào ba vị khách mời. Cùng thầy đại cô với thầy hôm nay, em tên là Phong Nguyên, sinh viên lớp 15 đại học 9. Em có một câu hỏi đặt ra là lúc nãy Mr. Bono có nói về cái này Uber, Grab và các hãng taxi Việt Nam như Anson và Mai Linh. Thì chúng ta đều biết các bạn được chọn Grab của Uber. Cho nên em có một câu hỏi là làm cách nào để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài khi mà chúng ta thu được về nguồn vốn, về danh tiếng và ngay cả người Việt cũng không ủng hộ doanh nghiệp Việt. Cảm ơn. Chúng ta tôi nghĩ này, tôi đến với quốc đại. Bản chất Uber và Grab bây giờ là dịch vụ của Việt Nam. Vì người Việt lái xe, đúng không? Người Việt lái xe. Vậy thì tôi đã từng đi Grab taxi và rất nhiều anh tài xế taxi Grab nói rằng hồi xưa em lái cho Mai Linh, hồi xưa em lái cho Vinasun, nay em ra em lái cái này. Và họ thay đổi thái độ. Vì sao? Trước đây họ lái cho Vinasun và Mai Linh thì họ mặt lạnh như bom, nhưng mà sang lái cho Grab và Uber thì họ ăn nói rất lịch sự, ăn nói đó. Thực sự các bạn đừng phiền vì chuyện này. Đầu tiên nó do người lãnh đạo doanh nghiệp quên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình. Ai là người trả tiền cho doanh nghiệp đó? Người đi xe. Ai là người trả lương cho nhân viên của họ? Người đi xe. Ai là người làm cho họ đóng thuế được nhiều cho nhà nước mà họ là ủng phụ? Người đi xe. Họ phải làm mọi cách để phục vụ và họ cũng đem cái giá trị cốt lõi khách hàng là thượng đế chia sẻ với nhân viên. Còn Uber là được điều đó, Grab là được điều đó. Họ giúp cho người Việt Nam, các bạn biết ở Việt Nam bây giờ có bao nhiêu triệu chiếc smartphone mà nào biết? Con số mới nhất của We Are Social đưa ra 94 triệu 95 triệu dân Việt Nam có đến 140 triệu chiếc điện thoại. Như vậy trung bình một người Việt Nam sở hữu 2 cái điện thoại.
Một người Việt Nam một ngày sử dụng 2 tiếng đồng hồ để xem video bằng smartphone và dùng đến cũng tương đương như vậy để liên lạc qua lại. Và hiện nay số lượng người sử dụng cho các dịch vụ Grab và vận chuyển cũng như giao hàng nó đang tăng theo tỷ lệ rất cao. Grab, Uber, tôi đồng ý với lại ông Chay đã biết làm tốt sản phẩm dịch vụ, tức là biết giá trị cốt lõi của sản phẩm mình đưa ra và đối tượng phục vụ là ai. Trả lời câu hỏi của cô nhé. Nếu chúng ta cùng nhau thống nhất một quan điểm, minh định rõ giá trị cốt lõi của chúng ta là gì, Vinason hãy quay trở lại nói về, nói cho nhân viên của mình về giá trị cốt lõi. Thực chất không thể chê, không thể nói rằng Uber hay Grab là nước ngoài đem vào cho nên lịch sử, không phải. Người Việt Nam lái, người Việt Nam đang phục vụ chính người Việt Nam chỉ thông qua một phương tiện là chiếc xe Uber. Có phương thức đặt chuyến đi tức thì nhanh chóng, biết được chi phí bao nhiêu, an toàn vì thấy được tên tài xế trước, lưu giữ được cuộc đi để có đi lại thì cũng không có vấn đề. Và vì vậy đó, tóm lại đây là một câu hỏi rất hay, rất hay của một bạn đó. Vì từ một chuyện nó tưởng như là của người khác nhưng thực ra là chuyện của chính mình, một câu chuyện mà các bạn nên lấy làm bài học để sau này mới có khởi nghiệp, luôn bám vào việc cái giá trị cốt lõi của mình đặt vào ai và ai nuôi doanh nghiệp mình, phải hàm ơn người đó. Cái đó là trong các nhân tâm khoa học, phải hàm ơn người nuôi mình, quên điều đó không bao giờ thành công. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ một câu hỏi cuối cùng tiếp theo quý vị khán giả, có ai có câu hỏi nào để mời bạn ngang túi đó, túi khán giả. Đại không có câu hỏi giữa, có câu hỏi đầu với câu hỏi cuối thôi mà. Tại vì có hẹo thì không được. Cái bạn mà nãy là có lẽ là có khả năng là thủ tướng được đó không? Tại vì lúc mà vô tay ai ủng hộ nhân dân thấy có ba người trong đó bạn. Xin chào mọi người, em tên là Vũ Linh, đến từ lớp 7 DVT6 mà chị kinh doanh. Em có một câu chuyện. Xin chia sẻ như thế này. Bạn A và bạn B học chung 4 năm đại học. Nhưng học lực của bạn A thì rất là giỏi, bạn B thì học trung bình khá thôi. Nhưng đến khi ra trường, cô bạn B là cha bạn B là chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty lớn, nên bạn B được làm một chút cao hơn. Nhưng trong khi bạn A đó, cái tốt nghiệp xã hội xuất sắc nhưng lại nằm dưới tầm bạn B, và bạn B rất là buồn, bạn A rất là buồn về chuyện này. Và bạn C, khi bạn C có khi mình ăn như thế này là đôi khi thành công, đôi khi trong công việc ta thành công đó, sự cố gắng chưa đủ, còn có sự may mắn, và đôi khi sự may mắn đó nó quyết định cả một tương lai dài. Và em xin đặt câu hỏi cho em nhà đó luôn luôn là cái ý kiến nó đúng hay sai, và nếu như đúng á thì cái sự may mắn và sự cố gắng nó tác động với nhau như thế nào, và cái nào nó quyết định ảnh hưởng đến sự thành công của một con người trong công việc. Cảm ơn. Đây là một câu hỏi rất hay và tôi rất thích thú khi bạn hỏi. Cảm ơn bạn. Cái câu chuyện mà chúng ta thành công trong đó có sự may mắn hay không, điều đó chắc chắn phải có. Một người không may mắn mà không do, hoàn toàn do may mắn, mà một lúc nào đó thành công, người ta sẽ không tự tin. Bây giờ tôi nói ví dụ này, cái này nếu được thì bạn nên đọc lại cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Ông cũng nói đến yếu tố may mắn, cũng có hẳn một chương cách thức tận dụng sự may mắn, chứ không phải xem may mắn là mục tiêu. Vì sao?
đầu tiên ấy, người ta cứ tưởng may mắn là thuộc về quan hệ, may mắn là thuộc về cái này cái kia. Nhưng các bạn có biết là có những người cái may mắn của họ là bởi vì họ là người khuyết tật. Đã có người thành công là như thế này nha. So sánh giữa hai người, một người rất thành công và một người không thành công. Nhưng mà người ta cứ nói đến cái yếu tố may mắn là người ta nói đến sự bất hạnh của một người bị liệt hai chân. Và người ta nói tất cả những người còn lại là những người may mắn vì đầy đủ hai chân. Nhưng mà rồi cuối cùng một ngày nào đó, bằng một cái khả năng đặc biệt, ý thức được giá trị rõ của mình là không phải chỉ là đôi chân mà là cái đầu, thì cái người bị liệt chân, bị khuyết tật cuối cùng họ đi nhanh hơn nhiều người khác vì họ chọn đúng giá trị cốt lõi. Thế thì cái đó nó gọi là may mắn. Quay trở lại cái may mắn cho cái người lúc đó khuyết tật là trở thành sự may mắn bởi vì nó tạo ra động lực, đúng không? Bây giờ quay trở lại cái câu hỏi của bạn là một bạn ra trường may mắn được trở thành là con cái của một gia đình có cơ hội cho bạn nhiều, trong khi một người rất thành công ở trường học là không thành công được khi ra ngoài đời. Vậy thì lỗi tại chính cái người xuất sắc đó không biết tận dụng cơ hội của mình trong những việc khác. Ở đây ngày hôm nay gần đây nhiều người nói đến cái môi trường mà chúng ta đang sống đây, thì hãy chú ý này, môi trường này nó giống như một cái ao. Chúng ta là con cá sống trong cái môi trường nó bị ô nhiễm, con cá sẽ không khỏe. Còn nếu sống trong một môi trường trong sạch, một môi trường chúng ta phải hút lót quá nhiều, một môi trường chúng ta phải dựa vào mối quan hệ quá nhiều, một môi trường nó không bị vật dụng được không phong bì quá nhiều, chúng ta không nói với nhau câu chuyện này. Bởi vì lúc đó khả năng mọi con người đều được minh bạch trong một cái môi trường minh bạch. Vậy á, trong cái môi trường cụ thể này, một người ra không được nhận việc, như là ở trên Hà Giang có một cô thủ khoa ngành ngữ văn phải đi nuôi heo. Đây là câu chuyện mà các bạn sẽ phải vượt qua trong giai đoạn tới. Dựa vào ai? Dựa vào cái gì? Thì rõ ràng năng lực lõi của mình có mà mình không bước tiếp được không phải do lỗi của xã hội mà bắt đầu từ chính bản thân mình. Tại sao cứ phải chờ vào đến nhà nước tuyển thì mới đi làm được, chờ đến một môi trường tốt mới làm được? Tôi đã nhận thấy là có rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp lênh đênh với tấm bằng hết nơi này đến nơi kia khó khăn, nhưng thực sự cơ hội nó không dành cho những người đi tìm đến những môi trường mà biết rằng ở những môi trường đó chúng ta đang đụng vào đá. Người ta có thể sáng tạo ra rất nhiều cách để người ta bước tiếp đi trong cuộc sống. Trong kinh pháp Tôn Tử nó có cái lý thuyết gọi là hòn đá lăn. Khi các bạn bước đi gặp ở giữa đường một cục đá to, người tử tế, người tử tế sẽ bước tới đặt cục đá vào đây để thoáng đường cho những người sau cùng đi. Kẻ tiểu nhân sẽ tới là bước qua viên đá đi luôn, cứ để viên đá đó nằm dưới đường. Và có một loại người thứ ba là loại người đến tiếp tục đá sợ quá hay trở lại không đi nữa. Vấn đề của chúng ta là chúng ta đặt mình là vào vị trí của người này, khả năng đấu tranh không có,
không thể làm được điều gạt bỏ những bất công trong cuộc sống, thì hãy bắt đầu sử dụng đúng cái tài lõi của mình để làm những điều mà mình biết được làm tốt. Cái cô mà đi nuôi heo, cô có năng lực lõi là cô vốn sinh ra từ một gia đình nông dân, cô làm tốt được một việc như xã hội cũng nhìn vào đấy. Thành ra kết thúc cho một chu kỳ học và một sự thành công, có hay không có thì cũng đều là thử thách, không bao giờ là thất bại. Và điều đó đừng dừng ở cái câu chuyện xung quanh như vậy, mà hãy bước tiếp, đừng bao giờ ngại ngùng với những khó khăn, cứ vượt qua thử thách bằng sự tự tin thì chúng ta sẽ thấy được con đường phía trước. Ở xã hội chúng ta nói vậy thì nó có vẻ chung chung lắm, nhưng mà thực sự các bạn đi chiêm nghiệm qua những điều tủ sách nền tảng đổi đời, nó đều có thể trả lời các câu hỏi mà các bạn đặt ra hết. Tôi nghĩ là các bạn nên cố gắng mỗi năm đặt cuốn cho đến khi tốt nghiệp. Cảm ơn các bạn.